Xin chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái tuần thứ 8. Thì cái tính moment quán tính chính trung tâm của mặt cắt có ít nhất là một trục đối xứng. Thì các bạn trên cơ sở là các bạn đã chép video rồi nha các bạn, chứ không phải là các bạn chưa chép. Thì bây giờ thầy có một cái video thêm để mà hướng dẫn các bạn. Thì nội dung của video này muốn nhấn mạnh cho các bạn về ba phương pháp để các bạn hiểu mấu chốt của ba phương pháp dựa trên một cái ví dụ bài tập. Ba phương pháp để chúng ta tính được cái moment quán tính chính trung tâm này. Và chúng ta phải biết cả ba phương pháp này. Vì sao chúng ta cần phải biết? Tại vì nó sẽ có những cái lý do mà lát nữa thầy sẽ giải thích. Thế thì đầu tiên, các bạn biết rằng là cái hình của các bạn á là hai cái đề 1 chấm bài 1 và bài 2. À, bài 1 và bài 2. Thì các bạn đã vẽ hình rồi đúng không? Đây để thầy xin được mở lại. Đây thì chúng ta là có bài 1 và bài 2. Đấy. Đó là hình chữ T và chữ U. Thế thì bây giờ thầy dựa trên cái cơ sở các bạn đã chép video rồi thì có bạn nào có thể trả lời cho thầy xem là để đi tìm được cái moment quán tính chính trung tâm đấy thì cái bước đầu tiên của chúng ta là gì không ạ? Các bạn cứ trả lời cho thầy thoải mái, không có gì mà phải ngại cả, sai đúng không quan trọng, có gì thầy sẽ đúng thì thầy sẽ hoan nghênh, còn thì có điểm cộng, còn nếu sai thì thầy sẽ có gì thầy sẽ gợi ý cho các bạn, không vấn đề gì hết. Tức là để vì các bạn đã chép cái bài video rồi á, trên cái cơ sở đấy thì bây giờ các bạn mở vở của mình ra đúng không? À, thì các bạn xem là trên cái ví dụ mà thầy hướng dẫn thì cái bước đầu tiên thầy cần sẽ làm sẽ là cái gì nào? Ai có thể nói cho thầy nào? À. Xác định trục x ngang rồi Xác định trục x ngang là trục x ngang là trục gì hả các bạn? là trục trung tâm Đúng rồi, mà để có được cái trục trung tâm đấy thì đầu tiên mà xác định cái gì? Đúng rồi đấy. Gần đúng rồi đấy. trung điểm Không phải trung điểm mà là gì? Không phải cái từ trung điểm các bạn, không phải cái danh từ trung điểm mà là cái điểm gì? Ai biết được nào? điểm điểm trọng tâm Đúng rồi, các bạn ghi đi. Vậy thì bây giờ mà các bạn ghi cho thầy đi nào. Ghi vào tờ vở của các bạn đi. Bước 1, các bạn ghi đi. Đi tìm trọng tâm của mặt cắt. Đó các bạn ạ, bước 1 các bạn phải đi tìm trọng tâm của mặt cắt các bạn ghi chép vào vở đi. Rồi các bạn tốc ký cho thầy nhé. Rồi. Xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Rồi. Dạ rồi thầy. Rồi, vậy thì để tìm được trọng tâm của mặt cắt. Thế thì cái bước đầu tiên để chúng ta tìm được trọng tâm của mặt cắt thì các bạn ghi đi. Bước 1.1 đó là các bạn phải kẻ hệ trục tọa độ. Đấy. Các bạn phải kẻ hệ trục tọa độ. Ghi bước 1.1 kẻ hệ trục tọa độ. Vậy thì bây giờ kẻ hệ trục tọa độ thì chúng ta kẻ như thế nào? Đó, thì bây giờ các bạn lấy cái bút đỏ của các bạn ra thì các bạn kẻ đi. Như vậy thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có hệ trục tọa độ là x và y. Vậy thì đối với hình chữ T thì các bạn thấy là trục y của chúng ta là luôn luôn là nằm ở giữa. Tại vì bài ngày hôm nay chúng ta học là mặt cắt có ít nhất một trục đối xứng. Vậy thì chắc hẳn là các bạn đều nhìn ra trục đối xứng của chúng ta là trục gì đúng không các bạn? Là trục y đúng không? Có nghĩa là mọi điểm ở bên tay trái của cái mặt cắt này thì sẽ luôn tìm thấy một cái điểm ở bên tay phải của mặt cắt đối xứng qua trục y đấy mà vẫn thuộc cái vật liệu của chúng ta. Bạn hiểu vấn đề không? Đó, như vậy thì các bạn kẻ xong chưa? Bạn lấy bút đỏ các bạn kẻ, bạn ghi trục x, trục y cho thầy. Rồi, các bạn làm xong rồi thì các bạn hô là xong rồi cho thầy cái nhé. Rồi, xong chưa? Xong rồi thầy ơi. Dạ xong rồi thầy. Chỉ kẻ một cái trục x trục y thôi thì các bạn chú ý là tập trung vào và làm thật nhanh cho thầy nhé để chúng ta tiết kiệm thì giờ các bạn. Rồi, thế thì bước tiếp theo là gì? Các bạn ghi đi bước 1.2. Sau khi mà kẻ trục tọa độ rồi thì theo các bạn có ý tưởng gì không? Sau khi bước kẻ trục tọa độ rồi thì chúng ta làm gì không? Vẫn nhắc lại là các bạn dựa trên cái ví dụ ở trong video mà các bạn đã chép. Vậy tại sao mà thầy cần phải kẻ trục tọa độ? Cái hệ trục tọa độ này là cái hệ trục mà để qua đó thầy đi tìm cái tọa độ trọng tâm. Các bạn hiểu vấn đề không? Thế thì thầy sẽ nhắc lại là hệ trục là cái bài của chúng ta là cái có một trục đối xứng thì cái trọng tâm của thầy sẽ nằm ở đâu các bạn nhỉ? Ai trả lời cho thầy nào? Trước hết là nếu mà mặt cắt của thầy mà có một trục đối xứng y này đây thì theo các bạn trọng tâm của thầy sẽ nằm ở đâu nào? Nằm ở trên trục y. Đúng rồi, nó sẽ nằm ở trên trục đối xứng y đấy. Tất nhiên là cụ thể là ở đâu thì mình chưa biết, nhưng mình biết chắc chắn một điều
rằng là nó sẽ nằm ở trên trục gì các bạn, trục y đó. Rồi thế thì bước tiếp theo của thầy sẽ làm là gì nào các bạn? Như vậy thì ý là nếu mà cái điểm trọng tâm của chúng ta mà nằm trên trục y thì chúng ta không cần phải đi tìm tọa độ x gì nữa, mà chúng ta chỉ cần đi tìm tọa độ y thôi đúng không các bạn, để xem là nó nằm ở cái chỗ nào ở trên cái trục y này đúng không? Thì tức là mình sẽ đi tìm tọa độ y của nó mà thôi. Đó, vậy thì bước tiếp theo của thầy thầy sẽ làm gì nào các bạn? Ai có thể trả lời được cho thầy nào? Tính moment quán tính rồi. Chưa bạn ơi, chưa, thầy đã tìm được trọng tâm đâu mà tính moment quán tính rồi bạn. Các bạn mở quyển vở của mình ra xem là mình đã chép những cái gì. Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Thầy thấy có nhiều bạn là cũng chép bài mà. Như vậy là khả năng là các bạn check bài video là các bạn ấn vào nút pause đúng không các bạn? Ấn vào nút dừng đúng không? Và sau đó là các bạn check từ video ra chứ không phải là các bạn nghe đúng không các bạn nhỉ? Mặc dù là cái phần mà thầy bảo là các bạn check thì các bạn chỉ cần chọn một ví dụ thôi. Nhưng mà chọn một ví dụ thì có nghĩa là các bạn phải nghe trọn vẹn cái ví dụ đấy, phải nghe thầy nói á, để thầy giảng cho các bạn ấy, chứ không phải là các bạn là ấn nút dừng rồi các bạn là check đâu. Nào ai có biết được cái bước tiếp theo của thầy là làm gì không? Các bạn ơi, như vậy thì cái mặt cắt của các bạn là chữ T và chữ U các bạn này. Bây giờ trọng tâm nó nằm ở đâu? Mình chưa biết đâu, mình chưa biết. Cho nên là mình sử dụng cái hệ trục tọa độ x y này để mình đi tìm cái tọa độ x, cái tọa độ y của nó, các bạn hiểu vấn đề không? Nó nằm ở trên cái trục y rồi, cho nên tọa độ x y của nó sẽ bằng 0. Thì mình không cần phải đi tìm tọa độ x y của trọng tâm nữa, mà mình chỉ đi tìm cái tọa độ của điểm y thôi, tọa độ y thôi. Tức là nó nằm ở đâu đó trên cái trục y này, các bạn hiểu vấn đề không? Cái trọng tâm á, nó nằm ở đâu đó trên cái trục y này thì bây giờ mình chưa biết, mình phải đi tìm. Thế thì bây giờ để tìm được cái này thì thầy sẽ làm gì? Ai có thể nói cho thầy nào? Nói được không? Có như vậy là các em có chép bài chưa? À các bạn? Và chia mẹ các phần các phần cơ bản. Đúng rồi, ai nói được câu đấy đấy? Lê Thanh Bình vào. Thì đúng rồi. Rồi, như vậy là có mỗi bạn Bình chép bài thôi à? Rồi, một phê bình các bạn khác nhá. Rồi các bạn ghi đi. Bước 1.2 chia hình cơ bản. Như vậy thì bây giờ những cái bạn nào mà làm hình chữ Y á và chữ U á thì các bạn nhìn này. Hình chữ U thì bây giờ các bạn sử dụng hình thứ hai của chúng ta. Ban nãy là các bạn sử dụng hình thứ nhất để các bạn vẽ cái trục X, trục Y. Bởi vì thầy có kêu các bạn vẽ 5 hình đúng không? Chữ T cũng vẽ 5 hình và chữ U thì các bạn cũng vẽ 5 hình thì các bạn đã chuẩn bị rồi. Thì ban nãy thì các bạn vẽ cho thầy trục X và Y ở đây, X và Y ở đây. Nhưng bây giờ riêng hình chữ U thì chúng ta thấy rằng là có một phương án nữa các bạn nhìn này. Có nghĩa là trục Y của chúng ta thì không thay đổi được, nó vẫn là trục đối xứng. Nhưng mà trục X của chúng ta thì thay vì ở đây là trục X của thầy để dưới đáy thì thầy vẫn có thể để ở cái chỗ mà cái lòng này ở đây. Vậy thì những bạn nào mà để chữ U thì các bạn dùng cái hình thứ hai của mình, các bạn vẽ thêm cho thầy một hệ trục x y và y với cái trục x y của chúng ta là nó đi ở đây nữa. Đó. Như vậy thì các bạn ghi bước 1.2 của chúng ta là chia hình cơ bản. Vậy chia hình cơ bản là gì? Là chúng ta chia cái mặt cắt của chúng ta ra các cái hình cơ bản, mà những cái hình cơ bản đấy là trọng tâm của nó chúng ta đã biết, các bạn hiểu vấn đề không? Cả lớp có hiểu được cái ý tưởng của nó không? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Rồi. Vậy thì bây giờ có bạn nào có ý tưởng chia mặt cắt hình chữ T cho thầy nào? Ai có thể xung phong nào? Em ấn nút giơ tay cho thầy. À các bạn ấn nút giơ tay cho thầy nào. Thầy mời Nguyễn Lê Hoàng Hải em. Hình chữ T này theo em mình sẽ chia như thế nào? Dạ chia cái chữ là trên như như cái chữ U đó thầy. Chia cái mặt cái đường thẳng X ở trên cái đoạn ở trên thầy. À rồi, như vậy thì có nghĩa là ở đây là bạn chia ra là có một hình chữ nhật ở đây đúng không các bạn? Đúng không bạn? Đây có nhìn thấy dạ chuột của thầy không? Đúng không? Đây là một hình chữ nhật đúng không? Dạ. Và dạ một cái hình chữ nhật ở dưới đáy đúng không em? Dạ đúng rồi thầy. Đúng rồi em, hoàn toàn chính xác em, 5 điểm cộng em. Rồi các em ghi chú vào nhá. Rồi, bây giờ một bạn chia cho thầy hình chữ U mà với cái trục tọa độ này nào. Ai có thể chia được cho thầy nào? Với trục tọa độ này thì thầy sẽ chia cái hình này như thế nào? Ai nói trúng thì thầy sẽ được 5 điểm cộng và thầy mời Lê Quang Thọ em. À thưa thầy là mình chia ra thành 3 hình chữ nhật ạ. Theo trục
Nếu mà chia ra ba hình chữ nhật thì cái đấy thì gợi ý cho em là ở hình phía dưới như này. Hiểu ý thì nói không? Thầy hiểu cái ý của em là ba hình là vì sao rồi. Tuy nhiên ở đây là cái hệ trục tọa độ của thầy ở đây á là nó là hệ trục tọa độ là cái cạnh đáy trục x thì này nằm ở cạnh đáy, cho nên là theo thầy nghĩ có một cách chia khác. Rồi, Quang Thọ được 2 điểm cộng em. Còn một bạn nào khác nữa không? À, thầy mời Hoàng Trường Nguyên rồi em. Thế này là chia chung cạnh đáy đúng không thầy? Đúng rồi, như vậy là có nghĩa là em sẽ lấy hình chữ nhật lớn này đúng không? Đây, Dạ hình đúng. chữ nhật lớn này đúng không? Rồi em trừ đi hình chữ nhật rỗng này đúng không em? Dạ đúng ạ. Đúng rồi em, đấy chính xác rồi. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Rồi, như vậy là 5 điểm cộng em. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào cái hình này thì cái trục x thì của chúng ta là trục tọa độ đây này. Nó đi qua đây này. Vậy thì bây giờ em ban nãy là em gì nhỉ? Ban nãy em gì? Em Thọ đúng không? Vâng ạ. Rồi, thì cái Vâng ý ạ. tưởng của em ở đây có phải là đấy, bây giờ chính cái trục x này nó chia cái này của chúng ta ra làm ba hình đúng không? Đây Dạ hình chữ đúng ạ. nhật này ở đây đúng không? Và hình chữ nhật cái trạc này ở đây đúng không? Bên tay phải ở đây đúng không em? Và một cái hình chữ nhật nằm ở dưới đáy đúng không? Ý của em là vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Tuy nhiên thì các em lưu ý này, vậy là hoàn toàn chính xác em, 5 điểm cộng. Tuy nhiên thì các em để ý này, do rằng là cái trục Y của chúng ta là trục đối xứng, cho nên là hai hình chữ nhật ở hai bên này các em ạ, trên thực tế mà nói á, thì nó là một mà thôi. Có nghĩa là các em để ý này, nếu như hai cánh tay của thầy để xa, thầy có thể coi như là thầy chập nó về, thầy có thể là thầy coi như là nó dịch chuyển gần vào nhau. Các em có đồng ý với thầy đấy không? Cả lớp có đồng Dạ, ý với thầy đấy mình không? Tại nghĩ vì là sao? Vì sao? dạ Bởi vì là là mình mấy không đi tìm tọa độ x gì, các em hiểu được không? Mà mình chỉ đi tìm tọa độ y thôi. Cho nên á là chúng ta tưởng tượng rằng là hai cái hình chữ nhật mà hai cái trạc này chúng ta có thể đẩy nó vào gần nhau, và do đó thì trọng tâm của nó vẫn nằm ở giữa ở đây đúng không nào? Đấy thì cách chia này tuy là ba nhưng mà là hai các bạn ạ. Đó, các bạn hiểu như vậy nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bước thứ hai là ta chia hình cơ bản. Vậy bước thứ ba là gì, ai đoán được nào? Nào, ai đoán được nào thì mời em nào nào. Rồi, ban nãy Thọ giơ tay rồi, em bỏ tay xuống nhé để cho các bạn khác coi như là giơ tay để chúng ta lấy điểm cộng nào. Có bạn nào có ý tưởng là sau cái bước mà thầy chia hình cơ bản này rồi á thì sau này bước tiếp theo của thầy thầy sẽ làm gì nào, ai có thể đoán được? Các em phải mở quyển vở của mình ra đấy để mình nhìn vào đó, thì mình sẽ thấy được cái trình tự của nó mới hiểu được. Vậy thì sau khi à, mà tìm chia, có đồ trọng tác tường hình đúng rồi, bây giờ à khoan, nhưng mà trước khi mà ta chia thì bây giờ các bạn lấy bút màu các bạn tô đi. Bây giờ thầy bảo các bạn lấy bút highlight nhé, bút highlight các bạn tô cho thầy màu xanh lá cây ở cái viền này và các bạn ghi số 1 cho thầy. Sau đó các bạn lấy bút highlight màu vàng này này, đấy màu vàng đây, thì các bạn tô cho thầy ở cái hình ở phía dưới cái đáy lòng này, để các bạn ghi hình số 2 cho thầy. Đấy là bạn hình chữ T. Còn cái bạn mà đề mà hình chữ U ấy, thì các bạn sẽ kẻ cho thầy hai hình. Đó thì cái hình thứ nhất ấy, thì các bạn lấy cái hình chữ nhật to màu xanh lá cây, các bạn tô viền cho thầy, các bạn ghi số 1. Và sau đó thì lấy cái hình chữ nhật màu vàng ở đây, các bạn ghi số 2. Đấy. Và ở cái hình ở dưới, hình thứ hai thì các bạn lấy cái bút màu xanh lá cây, các bạn tô thầy cái tên viền ở hai hình chữ nhật ở hai bên, và lấy bút màu vàng các bạn tô cái viền hình chữ nhật ở phía dưới này cho thầy. Đó tức là chúng ta đã chia cái hình cơ bản các bạn ạ. Đó là chúng ta vẫn đang ở bước thứ 1.2. Đó. Rồi các bạn chia xong rồi thì các bạn tô xong rồi thì các bạn báo với thầy nhé. Xong chưa các bạn? Rồi các bạn tô cho thầy đi. Xong chưa? Xong chưa các bạn? Rồi thế ơi. Dạ rồi thầy. Rồi đúng rồi, vậy thì bước tiếp theo các bạn ghi đi, bước 1.3 các bạn ghi đi. Bước 1.3 đó là các bạn sẽ vẽ dấu chấm trọng tâm của mỗi hình các bạn ạ. Các bạn ghi đi, bước 1.3 là phải vẽ dấu chấm trọng tâm của mỗi hình. Lúc này thì các bạn chú ý này, cái hình chữ U á, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái hình ở phía dưới các bạn này. Có nghĩa là từ bây giờ cho đến cuối bài thì bây giờ thầy sẽ sử dụng cái phương án mà chia hệ trục tọa độ với cái trục x xì của thầy ở đây á, là nó sẽ đi qua cái lòng này này các bạn này. Đấy, như vậy thì cái hình chữ x xì mà cái hình mà trục x của thầy ở dưới đáy thì thầy bỏ qua, thầy không không dùng nó, và bây giờ thầy dùng cái trục x xì mà nó ở đây cơ. Đó. Thì làm gì thì lát nữa các bạn sẽ hiểu.
Rồi bây giờ các bạn ghi cho thầy là bước 1.3 vẽ dấu chấm trọng tâm của mỗi hình. Tức là trên cơ sở các bạn đã xác định được đâu là hình cơ bản số 1, đâu là hình cơ bản số 2. Ở đây thì các bạn thấy như thầy vừa nói, mặc dù là hai hình chữ nhật ở đây nhưng mà chúng ta gộp vào nó là một hình thôi. Nó được coi như là một hình thôi, các bạn cứ tưởng tượng rằng là nó được đẩy vào nhau, đẩy cạnh nhau như thế này. Và xác định được hình số 2 thì bây giờ có nghĩa là các bạn phải vẽ cho thầy một cái dấu chấm trọng tâm của mỗi hình, hình số 1 và hình số 2. Thì bây giờ các bạn lấy cái bút, các bạn vẽ cho thầy cái dấu chấm trọng tâm của hai hình này đi. Dấu của hình số 1 thì các bạn ghi tên điểm là điểm C1. À, dấu chấm của hình số 2, trọng tâm của hình số 2 thì các bạn ghi là điểm C2. Chắc hẳn là các bạn biết trọng tâm của các hình chữ nhật này là ở đâu đúng không? Thì hai hình chữ số 1 này thì trọng tâm của nó chắc chắn là nó cũng nằm ở trên trục Y thôi các bạn ạ, đúng không? Đấy. Và đâu nó ở giữa đúng không nào? Đó. Rồi các bạn làm xong chưa? Chấm cho thầy xong chưa? Xong rồi. Rồi vậy thì bây giờ các bạn hãy kiểm tra xem là mình làm đúng chưa. Đây đáp án của thầy đây. Đây như vậy thì thầy lấy là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật ở phía trên, hay hoặc là trung điểm của cái đoạn thẳng từ đây đến đây, thì thầy gọi nó là điểm C1, tên ghi C1. Sau đó thì ở đây giao điểm của hai đường chéo ở đây của hình số 2 thì ghi C2. Tương tự ở đây thì thầy ghi C1 ở đây và C2 ở đây. Đó, cả lớp đồng ý không? Dạ đồng ý. Đúng rồi, rồi. Bây giờ vậy thì bước thứ 4 là gì? Các em ghi đi. Bước thứ 4 sau đó thì chúng ta sẽ kẻ bảng để chúng ta xác định thành phần các bạn ơi. Đấy thì bây giờ mỗi đề thì các em kẻ cho thầy cái bảng đi. Rồi thầy sẽ là giải thích tiếp. Rồi, cái bảng như thế này, đó các bạn kẻ đi. Và chú ý cho thầy là cái độ cao của cái mỗi ô này là 2 ô ly cho thầy nhé. 2 ô ly. Nói chung là để nó cao cao một tí để lát nữa thầy sẽ viết những cái phân số ở đây. Các bạn hiểu ý thầy nói không? Thầy sẽ viết những cái phân số ở đây. Vì thế thì cái chiều cao của cái thằng này thì các em cho 2 ô ly hay hoặc là 2 cm ví dụ vậy. Đó thì để chúng ta lát nữa chúng ta sẽ ghi những cái phân số thì nó sẽ nhìn nó dễ nhìn. À. Các bạn kể thầy cái bảng này đi. Xong chưa? Chắc chưa đâu. Rồi như vậy thì các em để ý trong cái bảng này của chúng ta đấy thì chúng ta thấy rằng có cái cột tọa độ ICI, tức là đây là tọa độ trọng tâm, tọa độ Y của trọng tâm của mỗi mô hình. Bởi vì ở đây chúng ta có hai hình, có nghĩa là cái ô này ở đây sẽ là tọa độ trọng tâm Y của hình số 1 và cái ô này ở đây là tọa độ trọng tâm Y của hình số 2. À, cái ô này ở đây là AI là diện tích, tức là diện tích của hình số 1 đấy, diện tích của hình số 2. Và SCI là gì? Các em ghi chú đi, SCI là moment tĩnh các bạn nhé, moment tĩnh. Thì nó sẽ bằng là tích của từng cái tọa độ trọng tâm Y nhân cho là diện tích AI. Rồi, vậy thì bây giờ một bạn có thể đứng lên, một bạn có thể giơ tay nói cho thầy xem là vậy thì tọa độ Y là cái gì? Tọa độ Y là cái khoảng cách, các bạn chú ý này, là cái khoảng cách từ cái điểm mà bạn đang xét đến cái trục XY, các bạn hiểu vấn đề không? Có nghĩa là bây giờ thầy đang cần đi tìm tọa độ Y1, tức là tọa độ Y của điểm C1, các bạn nhìn này. Tọa độ Y của điểm C1 thì có nghĩa là từ điểm C1 này các bạn sẽ hạ vuông góc xuống trục XY, thì đó là cái độ dài từ đây đến đây, và các bạn phải đi xác định được cái độ dài của nó, cái độ lớn độ dài của nó. Đúng không nào? Đó, và tương tự Y2 thì ở đây từ cái điểm C2 này em hạ vuông góc xuống trục X thì cái độ dài của cái đoạn từ cái điểm đó đến cái chỗ hạ đó thì là độ dài là bao nhiêu, thì đó chính là tọa độ Y. Còn diện tích của các hình thì các em hiểu rồi. Còn SI này chẳng qua là em lấy cái thằng cái này ở đây, cái ô ở đây và các em nhân cho cái ô bên tay phải đó là ra. Từ đây thì cũng bằng là cái này, em nhân cho cái này là ra. Rồi ai có thể trả lời cho thầy là IC1, tức là tọa độ IC1, Y của điểm C1 của cái bài số 1 này không nào? Đó. Rồi ai có thể như vậy là giơ tay cho thầy nào. Ai có thể nói được tọa độ Y của điểm điểm C1 cho thầy này, mạnh dạn lên kia, không có gì phải ngại cả. Rồi, ai làm được nào? Ai nói được nào? Đây. Nào, mạnh dạn lên kia em, dễ quá. Giơ tay đi. Đây đi để thầy biết là ai nói nào. Nào kia, tọa độ IC của tọa độ Y của điểm C1, các em nghĩa là khoảng cách từ điểm C1 này mình hạ một góc xuống trục X là cái độ giai đoạn này này.
Đấy, kích thước thì đề bài cho rồi em. Làm sao mà cái này lại không xác định được? Rồi thì mời tiến nhân em. Dạ thầy là b chia 4 cộng 3b chia 4. À vì đúng rồi, tức đây là b chia 4, ý của em là chính là cái độ dài đoạn này đúng không? Dạ đoạn này cộng với lại một nửa của Đúng đoạn rồi, 3b cộng chia với lại 2. một nửa của 3b chia 2. Rồi, chính xác rồi, em 5 điểm cộng em. Vậy bây giờ thì mời các bạn ghi, như vậy nó sẽ bằng là một nửa, tức là 1 phần 2, các bạn ghi đi 1 phần 2 của là 3b chia 2, tức là nhân cho 3b chia 2. Rồi chưa hết, các bạn phải cộng thêm cho là cái độ dài của cái bề dày ở đây nữa, à, cái độ cao của cái lòng này nữa, đó chính là b chia 4. Vậy là cộng cho b chia 4 các bạn ạ. Rồi, đến đây cả lớp có hiểu không? Có đồng ý không các em? À, alo. Dạ đồng ý thầy Đúng ơi. rồi. Rồi bây giờ một bạn có thể đứng lên nói cho thầy xem là diện tích A1, là diện tích A1 của hình số 1 nó tính theo như thế nào không? À, thì mời nào, một bạn đứng lên, một bạn có thể phát biểu được là diện tích A1 của cái hình chữ nhật số 1 này, thì mời Lê Hồng Phát em. Hình chữ nhật dễ quá mà. Dạ thưa thầy, diện tích hình chữ nhật là bằng dài nhân rộng thầy, là Đúng bằng rồi. 3b chia 2 nhân cho b chia 8. Đúng rồi, 3b chia 2 là chính xác em, hoàn toàn chính xác. Rồi và cuối cùng thì mô men tĩnh ở đây thì bằng là I1 nhân cho là A1. Vậy thì các em lấy cái giá trị ở trong cái bảng này và cái ô này em nhân cho giá trị của cái ô A này là ra cái mô men tĩnh ở đây. Rồi tương tự một bạn đứng lên, rồi cảm ơn Phát và đánh xuống em. Ai đứng lên có thể nói cho thầy tọa độ Y của cái điểm C2 hay không? Điểm C2 là của hình số 2 không? Y2 nào? Y2 ngang nào? Ai có thể nói được là thầy mời Trần Kiến Hào em. Là bằng b phần 4. Rồi, B phần B phần 4 4. thì chưa chính xác lắm em. Rồi, 2 điểm cộng em. Nào, bây giờ bạn khác nào, thì mời nào, những bạn khác mạnh dạn lên, thì mời Võ Đức Tài Thiên rồi em. Cái này B phần 4 chia 2. Đúng rồi. Mình thấy ở đây là cả cái bề dày ở đây và cả cái bề cao ở đây vẫn là B trên 4. Thì một nửa của nó ở đây chắc chắn là phải là B chia 8 rồi. Đúng không em? Đó, vậy thì như vậy thì ở đây nó sẽ chính là B chia 8. Rồi ai có thể phát biểu cho thầy xem là diện tích của hình số 2 là bằng công thức gì nào? Cái gì nhân cái gì nào? À, dễ quá các em, phải tranh thủ để lấy điểm cộng nào các bạn ơi. Thầy mời Hoàng Trường Nguyên nào. Thưa thầy là bằng b chia 4 nhân với b ạ. Đúng rồi các bạn thấy nhá, bằng B chia 4 nhân cho B. Đấy là diện tích của hình số 2. Và vậy thì moment tĩnh của hình số 2 là S2. Thì các bạn lấy cái giá trị ở đây, các bạn em nhân ra giá trị A ở đây, thì các bạn sẽ có được là cái S gì. Đồng thời bây giờ ở đây cái cột này thì các bạn sẽ cộng cho thầy. Các bạn lấy A1 cộng A2 được bao nhiêu thì các bạn điền vào đây. À, cuối cùng ở đây là S1 cộng S2 thì được bao nhiêu, các bạn điền vào cái ổ dưới này. Rồi bây giờ một bạn ở hình chữ U có thể đứng lên trả lời cho thầy, giơ tay trả lời cho thầy không? Vậy thì bây giờ tọa độ IC1 của cái hình hai hình mà màu xanh lá cây này là gì, thì mời Tiến Nhân nào em. Dạ thưa thầy là bằng b chia 2. Chính xác rồi, bởi vì khoảng cách em lấy từ điểm C1 em hạ xuống trục x thì là đây thôi, vậy thì nó chỉ là vẻn vẹn cái đoạn này thôi. Và đoạn này thì thấy rõ ràng là bằng một nửa của B. Vậy nó bằng là B chia 2 là hoàn toàn chính xác. Rồi ai có thể nói được cho thầy tổng diện tích của hai cái hình số 1 này nào? Tổng diện tích nào? Ai có thể nói được là tổng diện tích của hai cái hình trạc hai bên là bằng cái gì không? Rồi quanh đi quẩn lại vẫn mấy em này ở những em khác đâu, em tự có giơ tay đi, thầy hỏi những câu hỏi dễ như vậy để chúng em giơ tay đến điểm cộng đấy. Nào nào lại lên các em, thì sẽ nhắc lại là thầy bảo là đi tìm cái IC2 đúng không? IC2 tức là tọa độ Y của điểm C2 so với trục X nào. Có bạn nào nói được không? Rồi thì mời Lê Hồng Phát em. Dạ thầy, theo em là tọa độ của cái tổng đó là 2 nhân cho b 2 nhân cho tổng của b nhân b chia 2 này, là diện tích của hai hình. Đúng rồi, diện tích của Chia hai hình, 2. đúng rồi, là hai lần b chia 4 và nhân cho chiều cao là b. Chính xác, hoàn toàn chính xác, em đang điểm cộng. Và sau đó thì mô men tĩnh của chúng ta thì các em lấy là tọa độ y này nhân cho diện tích này là xong. Rồi bây giờ một bạn đứng lên nói cho thầy là cái tọa độ của điểm C2. À thầy mời như vậy là Lê Hoàng Hải em. Tọa độ. Dạ B chia 8 thôi. À cảm ơn em, 3 điểm cộng em, nhưng mà vẫn có một cái sự sai sót nào đó. Ai đoán được nào? À, thầy mới hay, thầy mời Trường Nguyên em.
Thưa thầy là bằng trừ b chia 8. Đúng, trừ, các em lưu ý cho thầy, bởi vì sao? Bởi vì điểm C2 của chúng ta lúc này là nó ở trên hay là dưới trục hoành các em nhỉ? Ở dưới ạ. Ở dưới, cho nên là tọa độ C2 của nó phải ở thì ở số âm. Đó, em ăn ấy là hiểu cho em. Em ăn ấy là tên là gì thì quên mất rồi. Hiểu không em? Đấy. Thôi. Hiểu. Ừ. Thế còn diện tích thì có thay đổi không? Không diện tích thì không vấn đề gì. Ai có thể nói cho thầy nào? Ai có thể không nói diện tích của hình số 2 bằng gì cho thầy nào? À, thì mời hình tuyến nhân nào. Thầy diện tích là bằng b chia 4 nhân b. Đúng rồi. Rõ ràng là dài nhân rộng ta lấy b chia 4 nhân b. Vậy thì đến đây thì moment tĩnh của nó thì em sẽ lấy là cái y nhân cho là a là xong. Và cuối cùng thì các em điền cho thầy là các em lấy A1, em nhân cho em cộng cho A2 thì em sẽ có được cái ô này, em điền vào đây. Sau đó thì em sẽ có được là SC1 cộng cho SC2 thì em sẽ có được cái ô để em điền vào đây. Đó, các em điền đi cho thầy đi. Rồi sau khi mà các bạn hiểu ý tưởng rồi thì sau đây thầy xin công bố cái đáp án. Thì các bạn nhìn vào, các bạn đối chiếu cho thầy xem là các bạn có sai sót thì ở đâu không. Đấy. Rồi các bạn kiểm tra xong chưa? Có ai sai sót gì không? Đúng hết không các em? Không bị nhầm dấu chứ? Alo? Rồi xong chưa các em? Alo? Dạ xong rồi thầy. Rồi, bây giờ bạn nào có thể đứng lên nói, có thể giơ tay nói thầy xem là bước tiếp theo sau bước 4.4 là kẻ bảng xác định thành phần là cái gì không? Sau khi mình đã kẻ bảng xong rồi thì bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Đó, sau khi mình kẻ bảng xong, mình đã điền xong cái thông số rồi thì bây giờ bước tiếp theo mình làm gì các em nhỉ? Đơn giản lắm ấy. Nào, theo logic chúng ta nên làm đây rồi, tiếp theo ta làm gì các em nhỉ? Giơ tay thoải mái đi em, tay thoải mái đi. Sai thôi mà, lo gì. À, thì mời Trường Nguyên nào. Thưa thầy là tính IC hả? Đúng rồi, tính IC, bằng cách nào em nhỉ? IC bằng cách nào em nhớ không? Mời Thiện Phúc em. Mời Thiện Phúc em. À, thầy dạ, thầy là lấy tổng ở đây chưa tổng. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu em nào mà xem video ở nhà thì em sẽ hiểu ngay. Các em sẽ lấy cái tổng SI ở đây này, gọi là moment tĩnh này. Đó, là em chia cho cái tổng diện tích này. Rồi, vậy thì các em, vậy thì các em ghi đi. Vậy thì bây giờ đây, các bạn ghi đi, tính IC là bước 1.6 các bạn ạ. Các bạn ghi là, hay là bước 1.5 nhỉ, các bạn ghi đi tính IC. Hình như bước 1.5 ấy, là .6, đúng các bạn nhỉ. Đó thì các bạn ấy đối lợi, đối với hình chữ T thì các bạn kiểm tra xem là có ra được cho thầy là 1/2B hay không. Và đối với hình chữ U xem thì các bạn để ý xem có phải IC bằng là 7/24B hay không. Rồi báo cho thầy xem nào. Đó thì cái công thức của chúng ta là tổng cái moment tĩnh SI này này, chia cho là tổng AI này, tổng diện tích này các bạn này. Và cái con số biểu thức mà để tính tổng diện tích này rất là quan trọng. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ quay lại thì cái diện tích này các bạn, nếu mà chúng ta sử dụng phương pháp là chỉnh trục. Rồi các bạn làm không chưa? Có thắc mắc gì không của các bạn nhỉ? Alo? Dạ xong rồi thầy. Rồi bây giờ dạ, các bạn chú ý này. Như vậy thì các bạn đã tìm được tọa độ IC rồi. Vậy thì xin hỏi các bạn, ủa vậy thì C là cái gì hả các bạn nhỉ? Vậy C là cái gì? Điểm C là cái điểm gì? Ai nói được là đấy, bây giờ mình đi tìm chú chí chết cái IC đấy, cái tọa độ Y đấy. Vậy thì cuối cùng điểm C đấy là điểm gì? Đó, thầy mời Tiến Nhân rồi em. Vậy là C là tọa độ trọng tâm của cả hình. Của cả hình, chính xác rồi em, bạn nói không sai một từ các bạn ạ. Thí dụ như là C1 thì các bạn phải hiểu rằng đó là chỉ là trọng tâm của cái hình số 1 của sinh lá cây thôi, đúng không các bạn? Cũng như là điểm G2 thì chỉ là trọng tâm của hình chữ nhật số 2 thôi. Bất kể nó nằm thẳng đứng hay nằm ngang thì bản chất nó là 1, được chưa nào? Ví dụ như ở đây là hai cái hình chữ nhật ở hai cái trạc này thì cái trọng tâm của nó rõ ràng nó phải đặt ở giữa các bạn này. Vẫn là giao điểm của hai đường chéo ở giữa đây này các bạn này. Đấy,
Cái đấy rất là quan trọng. Rồi, như vậy thì ở đây ấy, là điểm C là tọa độ trọng tâm của cả hình chứ không phải là của hình số 1 hay của hình số 2. Vậy thì sau khi mà các bạn có được cái con số IC này rồi thì nó bằng B trên 2 cũng như ở đây bằng 7B trên 24. Thì đương nhiên phải chăng rằng là các bạn ghi đi bước thứ 1.7, các bạn ghi đi. Đây phải là 1.6 này, bước 1.7 các bạn ghi đi. Đó là vẽ cái điểm IC đúng không? Tức là vẽ cái điểm tọa độ C đấy. Có nghĩa là các bạn dựa vào cái tọa độ IC thì bây giờ các bạn hãy xem là nó nằm ở đâu. Ở trên cái trục Y của chúng ta, được không ạ các bạn nhỉ? Có được không? Các bạn ghi đi 1.7 đó là vẽ IC và trục X ngang. Tức là tóm lại là các bạn xác định cái điểm trọng tâm C đấy dựa vào cái tọa độ IC mà các bạn vừa tìm được, đúng không nào? Đối với mặt cắt chữ T thì IC bằng là B/2, còn đối với mặt chữ U thì nó bằng 7B/24. Đến đây các bạn nào thắc mắc không ạ? Thầy bảo rằng là các bạn là đó là xác định được cái điểm C chung của cả mặt cắt và từ đó cái trục X xì ngang là cái trục mà đi qua cái điểm C đó mà song song với trục X xì. Đó, cả hai hình này thì các bạn tìm cho thầy xem nào. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Thầy lại dừng video này. Vậy thì các bạn đối chiếu đáp số của thầy này. Đây. Như vậy thì điểm C của thầy ở đây các bạn nhìn này. Và thầy và các bạn vẽ cho thầy cái trục X xì và các bạn gạch cho thầy cái dấu ở phía trên là X xì ngang. Đó, ở bài này cũng vậy. IC của chúng ta và tính từ cái trục điểm trục C các bạn nhé, là 7/24B, vậy thì nó nằm ở đây và các bạn cũng kẻ thầy cái trục X xì ngang. Sau đó thì các bạn xác định khoảng cách từ trục X xì đến trục X ngang thì IC bằng B/2. Còn khoảng cách từ trục X xì và X xì ngang ở bài số 2 của chúng ta thì sẽ bằng là 7B/24. Rồi các bạn làm đi cho thầy xem nào. Kẻ cho thầy xem xong chưa? Rồi các bạn ạ, như vậy thì đến đây thì chúng ta đã chính thức tìm được xong trọng tâm và bây giờ thì chúng ta mới có được cái trục trung tâm các bạn nhìn này. Trục X xì ngang này bây giờ chúng ta mới có được trục trung tâm. Và nhiệm vụ của chúng ta đây thì mặc dù là các em tìm được trọng tâm của mặt cắt nhưng cái điểm trọng tâm đấy lại không phải là cái trọng tâm của bài học, các bạn hiểu vấn đề không? Mà trọng tâm của bài học của chúng ta là đi tính cái moment quán tính chính trung tâm quanh cái trục X xì ngang mà các bạn vừa kể được. Bởi vì trục X ngang là trục trung tâm của chúng ta. Nhưng mà đấy các bạn thấy không? Nhưng mà để tìm được trục trung tâm thì đương nhiên các bạn phải đi tìm trọng tâm rồi. Đó là lý do tại sao các bạn phải làm bước thứ nhất. Rồi vậy thì bây giờ tiếp theo này các bạn ghi đi. Tiếp theo chúng ta sang bước thứ hai các bạn ghi đi. Đó là đi tìm Y X xì ngang. Y cái chữ X xì này ở đây các bạn cho thầy cái dấu ngang ở phía trên là đi tìm Y lớn X xì ngang nhỏ. Tức là Y ở đây là moment quán tính. Rồi như vậy thì X xì ngang của chúng ta là trục trung tâm cho nên là đó chính là tóm lại là đi tìm cái moment quán tính chính trung tâm Y X ngang. Các bạn ghi xong chưa? Bước thứ hai các bạn ghi xong chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ thì xin hỏi các bạn là các bạn đã chuẩn bị bài ở nhà rồi thì ai có thể trả lời cho thầy xem là cái bước thứ hai này chúng ta có mấy cách tất cả các bạn nhỉ? Có mấy cách để có thể là như vậy là tìm được cái moment quán tính chính trung tâm Y X ngang này. Các bạn đã chép video ở nhà rồi thì các bạn thử lật lại xem là thầy dạy các bạn là mấy cách nào. Đó, bạn hiểu vấn đề không? Nãy giờ thì vẫn quanh đi quẩn lại với mấy bạn này thôi à. Đó, phải những bạn muốn khuôn mặt nào mới nào. Thì vẫn thấy bốn bạn này vẫn là vương gương mặt quen thuộc thôi. Kể cả năm bạn này đều là như vậy. Bảy bạn này cũng là quen thuộc. Có bạn nào? Lê Thanh Bình rồi, thì mời Lê Thanh Bình nào em. Ba cách. Đúng rồi. Vậy thì em có biết được nội dung của cách số 1 là gì không? Em có thể lấy mở vở ra em đọc lên cho cả lớp cùng nghe được không? Vậy thì cái nội dung chính của cách số 1 là cái gì? Em có thể như vậy là mở vở ra để đọc cho các bạn không? Nghe không? Rồi nếu như em chưa chuẩn bị, em đấy là do em không chịu xem cho nó cẩn thận. Rồi thì mời phát nào em, thì mời phát em đọc lên cho cả lớp cùng nghe được. Dạ thưa thầy, cách thứ nhất là tính trực tiếp lên trục quán tính chính trung tâm của hình. Đúng rồi, tức là tóm lại là cách thứ nhất là chúng ta đi tính trực tiếp trên cái trục X ngang đó các bạn. Đó, đúng không? Vậy thì các bạn ghi đi. Cách 1, tính trực tiếp trên trục X ngang. Các bạn ghi đi các bạn ơi. Ghi vào trong cái tờ giấy A4 của các bạn bài tập về nhà đó. Bạn ghi đi cách 1, tính trực tiếp trên trục X ngang. Xong chưa? Vậy thì vấn đề là tiếp theo bạn nào trả lời cho thầy rằng là vậy thì khi nào thì chúng ta có thể dùng được cách số 1 này? Khi nào chúng ta có thể tính trực tiếp trục X ngang này đâu? Ai nói đúng nào? Cho 5 điểm cộng nào các bạn. Trong trường hợp nào mà chúng ta có thể dùng cách 1 này? Em có thể đọc trong vở thôi, thì mời Huỳnh Tiến Nhân em.
Thưa thầy là khi mà cắt được tạo thành từ những đường thẳng. Đúng, chính xác rồi em, 5 điểm cộng em. Vậy thì bây giờ có một bạn nào xung phong để chúng ta sẽ đi lướt một loạt 7 bài tập của chúng ta để xem là bài nào chúng ta dùng được cách 1 và bài nào không và vì sao. Ai có thể xung phong thầy nào? Dễ quá đi, chúng ta dựa vào cái câu mà bạn ấy vừa nói, cái bí kíp mà chúng ta thấy rằng là khi nào ta dùng được cách 1 và khi nào ta không dùng được. Thì bạn nào có thể như vậy là cùng với thầy chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem từng đề một, cái đề nào được, đề nào không được và vì sao, chúng ta dựa vào cái căn cứ của chúng ta, cái định nghĩa của chúng ta. Có bạn nào mới không nhỉ? Có bạn nào mới cho thầy phấn khởi, chúng ta cùng phấn khởi nào. Chứ mãi mà vẫn ba bạn này thì tất nhiên là cũng được thôi, nhưng mà mất đi cơ hội của những bạn khác, có nhiều bạn chưa giơ tay đâu. Ví dụ như Trương Anh Lâm này, Trần Tuấn Anh này, Nguyễn Anh Tuấn này, đó, những cái bạn đó là những bạn mà chưa giơ tay bao giờ cả. Thì các bạn mạnh dạn lên cho thầy xem nào. Nào mạnh dạn lên nào. Rồi thôi, không có ai cả thì đành phải mời Lê Hồng Phát thôi em. Rồi thì mời Phát nào em. Dạ thưa thầy. À đây đây đây, chờ đi đi. Rồi, đây. Như vậy thì bài số 1 mình dùng cách 1 được không em? Dạ được thầy ơi. Lý do? Dạ thầy, tại vì tất cả các đường đều là đường thẳng thầy. Đúng rồi, giỏi quá em. Bài số 2 là cách 1 không? Dạ được thầy. Cũng như vậy luôn đúng không? Lý do cũng là như vậy. Dạ. Thế bài số 3 có làm được không? Cách 1 được không? Dạ không thầy ơi. Đúng rồi, vì sao? Tại vì có một cái là đường cong chứ không phải là đường thẳng. Đúng rồi, chứ không phải là đường thẳng. Quá đơn giản. Bài số 4 có làm được cách 1 không? Dạ thưa thầy, không luôn thầy ơi. Ủa đúng rồi, vẫn có đường tròn đúng không? Rồi thế bài số 5 có làm được cách 1 không? Dạ thưa thầy. Dạ được thầy. Được, bởi vì nó có đường cong nào không? Dạ không có đường không, cong. Chỉ toàn là đường thẳng thôi, đúng em, chính xác là được em ạ. Rồi bài số 6 có làm được không? Dạ không được thầy ơi. Không được, bởi vì nó có đường cong. Bài số 7 có được không? Dạ không được. Chính xác rồi em, đấy, như vậy cả lớp hiểu chưa các em nhỉ? Cả lớp ơi, như vậy mình hiểu chưa? Dạ hiểu rồi ạ. Đúng rồi, rất tốt em. Rồi như vậy thì các bạn ghi đi. À các bạn ghi đi. Ghi cho thầy đi. À thôi thôi, không có gì ghi cả. Rồi mình tiếp tục nào. Rồi như vậy thì bây giờ các bạn nhìn này. Như vậy thì các bạn trở lại cái hình vẽ của mình. Như vậy ở đây rõ ràng là chúng ta đã có trục x ngang rồi. Vậy thì bước tiếp theo của thầy để làm là gì? À bước tiếp theo thì thầy mời các bạn chép cho thầy cái slide này vào. Đó. Đây là những hình cơ bản. Thầy mời các bạn chép cho thầy và các bạn lưu ý cho thầy này. Ngay bây giờ các bạn chép vào vở đi. Ở đây là thầy có hai hệ trục tọa độ, trục x thì thường và y thường là nó ở cái cạnh đáy, cạnh bên các bạn nhìn này. Còn trục x thì ngang và y ngang nó đi qua trọng tâm C của tất cả các cái hình, các bạn nhìn đi. Vậy thì thầy mời các bạn chép cho thầy cái hình này vào. Rồi các bạn để ý này, như vậy thì đến đây công thức các bạn cũng chép rồi đúng không ạ? Alo. Công thức các bạn đã chép chưa? Rồi ạ. Dạ rồi thầy ơi. Đây các bạn để ý này, ở đây công thức của chúng ta là y x y ngang. Y x y ngang tức là moment quán tính đối với trục x y ngang. Còn y x thường tức là moment quán tính đối với trục x y thường. Tương tự như vậy là y ngang, y thường, x ngang, x thường, y ngang, y thường. Vậy có một bạn nào có thể nhận xét cho thầy xem, đó là giữa hai giá trị y x ngang ở đây và y x thường ở đây, giá trị nào lớn hơn hay không ạ? Ai có thể xung phong nào? Ai có thể xung phong để nói cho thầy xem là vậy thì cái x ngang và x thường ở đây thì cái nào lớn hơn cái nào? Thì mời bạn Tiến Nhân nào. Đây là giá trị của x thường lớn hơn. Đúng rồi các bạn ạ. Y thường ở đây có lớn hơn không? Rồi thì mời Hùng Phát nào em. Dạ thưa thầy, y thường cũng lớn hơn thầy. Đúng rồi, và ở hình tam giác có vậy không? Dạ có thầy ơi. Cũng như vậy. Như vậy thì các bạn chú ý cho thầy này. Như vậy thì cái moment quán tính ở bất cứ cái trục nào đều lớn hơn cái moment quán tính ở cái trục trung tâm hết các bạn ạ. Và vì sao lại như vậy thì lát nữa thầy sẽ chứng minh. Tuy nhiên ở đây, ở cái thời điểm này thì muốn nhấn mạnh cho các bạn cái điều đấy. Thầy nhắc lại là moment quán tính ở bất cứ một cái trục nào song song với cái trục trung tâm thì đều lớn hơn cái moment quán tính ở cái trục trung tâm đấy. Thí dụ như trục Y của thầy song song với trục Y ngang ở đây, thì dù là nó ở bên tay trái hay bên tay phải, hay hoặc là trục x y của thầy ở đây nó ở phía dưới trục x y ngang, nhưng nếu nó ở trên trục x ngang này thì moment quán tính của bất cứ một cái trục nào song song với cái trục trung tâm thì nó đều lớn hơn cái moment quán tính ở cái trục trung tâm đấy. Đấy, đây là cái điều mà các bạn hết sức lưu ý cho thầy nhé. Rồi,
tiếp theo thì thầy sẽ mời các bạn chép cho thầy tiếp cái slide này cho thầy. Các bạn chú ý cho thầy này, ở đây thì chúng ta có 1/4 hình tròn các bạn ạ. Nó là một hình quạt, nhưng mà hình quạt này thì nó vào có góc bằng 90 độ. Thì các bạn thấy rằng á, ở đây thì chúng ta cũng có là trục x ngang là đi qua trọng tâm và trục y ngang đi qua trọng tâm. À, có điều là cái khoảng cách giữa từ trục x gì đến trục x ngang và y đến trục y ngang của chúng ta thì nó đối bằng là 4/3 nhân cho là bán kính R chia cho pi. Đó, và ở đây thì thầy chỉ có công thức là y đối với trục x thì thường và y đối với trục y thường. Còn đối với trục x ngang và y ngang thì tạm thời chúng ta chưa có, mà chúng ta lát nữa phải học cái công thức chuyển trục song song thì chúng ta mới tính được, chứ nó không có công thức đẹp như thế này. Đó, các bạn lưu ý cho thầy. Cũng giống như ở đây thì các bạn ý chú ý rằng là ví dụ như hình tam giác thì các bạn đố các bạn là có ai nó có thể nói cho thầy xem là cái khoảng cách từ trục y thường đến trục y ngang này đố các bạn biết là bằng bao nhiêu. Nếu như mà cái bề rộng của cái cạnh đáy này là b và chiều cao của cạnh tam giác này là h thì đố ai nói được là cái x gì, cái khoảng cách x ngang này là bao nhiêu. À, thầy mời Lê Hồng Phát em. Đây là bằng h chia 3 thầy. À, h chia 3 là x ngang hay là y ngang cơ? Dạ y ngang. Đúng rồi, còn x ngang là bằng gì? Dạ x b chia 3. X ngang là bằng b chia 3 thầy. Chính xác em. Rất giỏi. Rồi các bạn ạ. Thế thì bây giờ thầy xin hỏi các bạn này, vậy thì trong ba cái hình cơ bản là hình chữ nhật, tam giác và hình tròn này thì theo các bạn chúng ta sẽ ứng dụng công thức của cái hình nào để chúng ta giải cái bài toán chữ T và chữ U? Bạn nào có thể xung phong cho thầy? Thầy mời Hoàng Trường Nguyên đấy. Thưa thầy, là công thức hình chữ nhật. Chính xác rồi các bạn ạ. Rất chính xác các bạn ạ. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng công thức hình chữ nhật. Đấy là cái điều quan trọng. Vậy thì bây giờ bước tiếp theo của chúng ta là gì? Để khi, đối với là cách số 1 của chúng ta, để chúng ta tính trực tiếp cho x ngang thì bước đầu tiên các bạn ghi đi, đó là 2.C1.1. 2 ở đây là chúng ta đang làm bước thứ hai. C1 ở đây tức là đang là cách thứ nhất. Và 1 ở đây là bước thứ nhất đầu tiên chúng ta phải làm là gì? Ai có thể chép video và đã có thể đoán được xem là bước thứ nhất của chúng ta là cái gì nào? Ai có thể đọc được từ trong cái quyển vở mà các bạn chép bài ra thì để xem các bạn chép có đúng không? Thầy mời Tiến Nhân nào. Đây là chia mặt cắt thành các hình. Thế thôi á? Chia như thế nào chứ? Bạn phải đọc hết đi. Trong thầy nhớ là trong video thì nói đầy đủ lắm mà. Em cứ đọc hết cái câu đấy ra. Rồi, thầy mời Tường Nguyên nào. Thưa thầy, là phân tách mặt cắt ra các thành phần cơ bản để như thế nào đó để sao cho tất cả những hình cơ bản đó đều có chung cạnh đáy hoặc trục trung tâm của hình với trục trung tâm của mặt cắt. Chính xác rồi em, rất chính xác em. Rồi thì mời các bạn ghi cho thầy đi. Ghi đi, phân tách hình thành các hình cơ bản để sao cho có chung cạnh đáy mở ngoặc hoặc cạnh trung tâm chính là cái trục x hình hàng đó. Các bạn có hiểu vấn đề không? Đọc cái câu đấy có hiểu không? Hay nói cách khác là các bạn dùng chính cái trục x hình hàng đấy để các bạn chia cái hình của các bạn chữ T với chữ U đấy ra thành các hình cơ bản để sao cho là cái cạnh đáy x ngang, cái cạnh x ngang đấy nó là cạnh đáy hay hoặc là trung tâm. Nhưng mà ở đây thì có nghĩa là cạnh đáy thôi, còn trung tâm thì là một cái bài khác. Còn đây thì các bạn hiểu vấn đề không? Rồi các bạn chép thấy cái câu này vào. Rồi chép xong chưa các bạn? Giải xong rồi thầy. Rồi vậy thì các bạn nhìn này, đây bây giờ bạn nào có thể xung phong nói thật. Bây giờ các bạn nghe này, trục x ngang của thầy, thầy sẽ dùng cái trục x ngang này để thầy chia, thầy sẽ chia cái mặt cắt chữ T này thành các cái hình cơ bản mà để sao cho cái trục x ngang này là cạnh đáy của tất cả những hình cơ bản đấy. Đó, cũng như ở chữ U này cũng vậy. Vậy thì ai có thể xung phong nói cho thầy cái ý tưởng chia như nào ở chữ T được không? Tiến Nhân có giơ tay không em? Có vẻ Tiến Nhân giơ tay không? Dạ, chia cái hình chữ nhật ở trên C. Đúng, có phải là hình chữ nhật từ đây đến đây không? Có phải là cái nhìn thấy chuột dạ, đấy không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Giỏi quá em. Như vậy là thầy đã xong được cái hình phía trên. Bởi vì sao thầy lại chia như vậy?
Rõ ràng nếu như mà thầy xét hình chữ nhật từ đây đến đây thì có phải trục x ngang của thầy là cạnh đáy của nó không hả em? Đúng không Nhân? Đúng không Nhân? Dạ dạ đúng rồi. Rồi, thế là tốt rồi em. Bây giờ còn ở phía dưới thì thầy xử lý nào Nhân nhỉ? Em nói luôn được không? Dạ, phía dưới thầy lấy cái hình chữ nhật lớn. Đúng rồi, có phải là đi trong theo cái cái chuột của chữ. thầy đấy không em? Có phải đi theo cái chuột của Dạ thầy đấy không? đúng. Dạ. Đúng rồi em, bởi vì nếu như thầy lấy hình chữ nhật lớn như thế này thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là trục x xì ngang của thầy là cạnh đáy. Các bạn chú Cạnh ý cái đáy. chữ đáy của thầy có thể là đáy trên hoặc có thể đáy dưới, đúng không các em nhỉ? Đúng không? Như vậy thì với cái hình chữ nhật ở phía trên này thì trục x ngang của thầy là đáy dưới. Còn với cái hình chữ nhật to ở phía dưới này thì trục x ngang của thầy lại là đáy trên. Tuy nhiên là Nhân này, nếu như em làm như vậy thì chúng ta lại vẫn thừa đi hai cái hình chữ nhật này, thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả Nhân nhỉ? Phải tính hai cái hình chữ nhật nhỏ đó để À, chúng trừ ta phải ra. trừ đi đúng không em? Đúng không? Ta phải khoét đi Dạ. đúng không em? Đúng không? Dạ đúng Đúng rồi thầy, rồi. trừ nữa ra. À, đúng rồi, cả lớp có hiểu không hả các em nhỉ? Cả lớp hiểu chưa? Hô lên cho thầy biết nào. Cả lớp có hiểu cách chia của bạn không? Dạ hiểu rồi thầy. Đấy, bởi vì mình chia như vậy thì các em chú ý Hiểu rằng là rồi. tất cả các hình chữ nhật của thầy đều có một cái trục x ngang này là cạnh đáy, đồng ý không hả các em nhỉ? Đồng ý không? Dạ đồng ý thầy. Rồi, bây giờ một bạn có thể xung phong để nói cho thầy cái cách chia làm như thế nào chia được cái hình chữ U này mà để làm sao cho cái trục x ngang của thầy là cạnh đáy hay không nào? À, thì mời Phát nào em, nào Phát nào em. Các em chú ý Dạ giúp thầy thưa cách. thầy, phần ở trên là nguyên một cái hình chữ nhật lớn luôn thầy. Đúng rồi, như vậy là đây là hình chữ nhật Dạ. trên này là hai cái hình chữ nhật này này. Đấy, đúng rồi các em ạ. Đây này hình chữ nhật này. Đấy. Một này và hai. Nhưng mà ban nãy chúng ta có nói rồi là hai mà là một mà thôi đúng không các em nhỉ? Hai này nhưng mà chúng Dạ. ta chập vào là một thôi, bạn hiểu vấn đề không? Đó, cho nên là ở phía trên của thầy nó sẽ chính là hai cái trạc này, rất đúng. Mà vì như vậy thì trục x ngang của thầy cũng là cạnh đáy của cái hình hình chữ nhật kép này, thầy gọi là hình chữ nhật kép các em nhé, là một hình thôi. Để thầy muốn nói với các em là đây là một hình chứ không phải là hai hình. Rồi em, như vậy phía trên thì thầy đã xong, bây giờ phía dưới thì xử lý như thế nào nhỉ Phát nhỉ? Dạ phía dưới thì em chọn nguyên chữ nhật lớn luôn Đúng thầy. rồi, đây phía dưới có phải là hình chữ nhật này không em, đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Đúng rồi, và làm như vậy thì trục x ngang của chúng ta tiếp tục là cạnh đáy, nhưng mà cạnh đáy phía trên không vấn đề gì cả, nó vẫn là đáy em. Rồi tuy nhiên thì thầy lại vẫn thừa đi, làm sao em nhở? Thì thầy phải làm thế nào? Dạ mình trừ ra thầy. À, mình khoét đi cái hình chữ nhật này, có phải không em? Có phải đây không? Dạ Đúng đúng rồi thầy. rồi, và như vậy thì trục x ngang của thầy tiếp tục là cạnh đáy của chữ nhật đấy. Cả lớp có hiểu không hả các em nhở? Cả lớp có hiểu không ạ? Dạ hiểu rồi. Rồi. Dạ hiểu rồi. Rồi, nếu mà hiểu thì bây giờ thầy mời các em lấy bút dạ quang ra. Các bạn lấy cái bút dạ quang màu xanh lá cây, các bạn sẽ tô cho thầy cái viền lấy hình chữ nhật thứ nhất và bạn ghi chú cho thầy là số 1. Sau đó các bạn lấy cho thầy cái bút dạ quang màu vàng, các bạn tô cho thầy hình chữ nhật to ở phía dưới viền thôi, thì không cần các bạn tô quá là chi li cầu kỳ làm gì. Thì các bạn ghi cho thầy là hình số 2. Và cuối cùng ở đây là các bạn lấy cái bút dạ quang màu xanh dương, các bạn tô cho thầy cái viền ở hai cái hình mà chúng ta quét đi và các bạn ghi hai hình này là một hình chung là hình số 3 cho thầy. Tương tự là hình chữ U ở đây thì các bạn thấy là lấy cái hai bút dạ quang cho thầy tô cho thầy cái viền, hai cái viền ở đây cho thầy và ghi chú hai hình viền này là hình chữ số 1. Tương tự hình chữ nhật phía dưới màu vàng này các bạn ghi cho thầy là hình số 2. Và lấy bút dạ quang màu xanh dương các bạn tô cho thầy cái viền số 3 này là hình số 3. Và như vậy thì các em ghi chú là gì? Rõ ràng ta lấy hình số 1 ở đây, ta cộng cho cái hình số 2 màu vàng ở đây và ta khoét đi cho nên ta trừ đi là cái hình số 3 ở đây. Và ở chữ U này cũng đều như vậy. Đó, thì chờ các em tô cho thầy. Rồi các bạn ạ, vậy thì bây giờ thì đố các bạn này. Như vậy ở đây á thì để tính được thì thầy chỉ dùng một một cái dòng là xong các bạn, một cái biểu thức mà nó chứa đến ba hạng tử thôi. Có nghĩa là bây giờ thầy sẽ áp dụng cái công thức của hình chữ nhật. Thầy áp dụng cho hình chữ nhật số 1. Sau đó thầy lại cộng cho một cái hạng tử mà ở đó thầy áp dụng công thức cho cái hình số 2. Sau đó thì trừ đi cái hạng tử mở đó thì áp dụng cái công thức cho cái hình số 3 và hình chữ U thì cũng vậy. Vậy thì trước hết thì xin hỏi các bạn này, ai nói đúng cái chỗ này thì cho 7 điểm cộng. Trước hết là bây giờ công thức của hình chữ nhật Ix ngang đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ dùng cái công thức là chia cho 3 hay là chia cho 12? Nào ai nói đúng cho thầy này? Ai nói là giơ tay này. À, thầy sẽ dùng công thức chia 3 hay là chia 12? Thầy mời Hoàng Hải nào em. Dạ thưa thầy, chia 12 thầy. Vì sao em nghĩ là chia cho 12? Có phải là vì cái chữ x ngang không? Đúng không?
Dạ nhưng mà em được 2 điểm cộng thôi, chưa đúng em ạ. Em chú ý cho thầy là ai có thể nói lại cho thầy là mời phát em. Mời phát rồi em. dạ em không biết thầy ơi. Nhưng mà vì rõ ràng bạn ấy nói là chia 12 thì thầy nói là sai rồi, thì đương nhiên là còn lại chia mấy rồi em. Dạ còn lại chia ba thầy. Vậy thì có gì đâu mà em không biết rồi em, đúng không? Đúng không? Dạ Đấy thì có hai phương án, một là chia 3, hai là chia 12 thôi, nhưng mà thầy bảo là chia 12 thì sai rồi, vậy thì đương nhiên là còn là chia 3 thôi. Vậy thì bây giờ ai có thể giải thích cho các bạn tại sao lại là chia 3 không, mặc dù ở đây thầy ghi đây là x xi ngang mà ở trong công thức của các em ghi cũng là x xi ngang, thế mà tại sao thầy lại bảo không phải là chừng chia 12? Đây cái công thức của chúng ta thì thầy rõ ràng này, ban nãy các em ghi rồi này. Đây, rõ ràng là y x xi ngang của thầy thì nó phải là chia 12 chứ. Tại sao thầy lại dùng chia 3 được nhỉ? Vô lý thôi. Thế nhưng bây giờ ai trả lời được cái điều này thì cho 7 điểm cộng. Là ai trả lời được cái chỗ này? Tại sao là đây là x xi ngang mà cuối cùng là thầy lại vẫn chọn là công thức là chia 3 mà không phải chia 12 nhỉ? Ai có thể trả lời với thầy được? Bây giờ thầy nhân rồi em giải thích cho các bạn tại sao lại chia 3 em. Dạ thưa thầy là theo em là tại cái trục của nó thầy Chụp của nó. cái trục y ngang x ngang là nó nằm ở trục trung tâm nên là nó chia ba còn cái x y là nó nằm trục ngoài Thế thì sao? Thế thì sao? Nhưng đây của thầy thì là đang nó ký hiệu chia là mười x hai ngang. Ký hiệu của thầy chữ nên x. là thì x x ngang của thầy là đang nằm ở trục ngoài nên là chia ba. Đúng rồi. Các bạn ạ, các bạn có hiểu được cái vấn đề không? Các bạn có tập trung vào bài học không? X xì ngang ở đây là trục trung tâm của hình chữ nhật, các bạn hiểu không? Ở đây thầy có duy nhất hình chữ nhật này. Nhưng mà cái trục X xì ngang này của thầy ở đây, hiểu chưa? X xì ngang ở đây là X xì ngang là trục trung tâm của cả cái hình chữ T. Nhưng mà thầy đang xét cái hình số 1 cơ mà. Đấy là thầy đang xét cái hình số 1 rồi này. Vậy thì các em hãy thử nghĩ xem là cái trục X xì ngang mang tiếng là cái tên gọi là X xì ngang của thầy ở đây thôi. Nhưng mà nó là rơi vào cạnh đáy hay là cạnh trung tâm của hình chữ 1 này hả các em? Nào hô lên xem nào, mở mic lên, nói chuyện nào. Đấy Cần đấy đáy rồi. Bây giờ cần các bạn đáy hiểu thầy vấn đề chưa? Cái trục mang tiếng là x xì ngang của thầy ở đây, nhưng mà x xì ngang này ở đây là x xì ngang của cả hình chữ T, chứ không phải x xì ngang của hình số 1, các bạn hiểu vấn đề không? Mà trong khi đó thì x xì ngang này của thầy ở đây là cạnh đáy. Cho nên cạnh đáy của thầy thì phải dùng công thức chia mấy ạ các bạn? về chia ba này Rồi, bây giờ cả lớp ba hiểu vấn đề chưa các em? Hiểu chưa? dạ rồi dạ hiểu rồi. Rồi, như vậy thì bây giờ tất cả công thức của chúng ta là chia 3 hết, bởi vì các bạn nhìn này, hình số 2 và hình số 3 của các bạn thì trục x xi ngang của thầy cũng vẫn là cạnh đáy đúng không các bạn nhỉ? Thầy nhắc lại là đáy trên hay đáy dưới không quan trọng, nó đều là đáy cả. Các em nghe rõ chưa? Em nghe rõ chưa? Cái rõ thầy. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn chú ý để áp dụng cái công thức vừa rồi thì các bạn chỉ cần đặt câu hỏi cho thầy. Đó là cái B ở công thức. Cái B ở công thức. Thì bây giờ trong bài này, trong cái hình vẽ bài tập chữ T của chúng ta hay chữ U của chúng ta thì nó bằng bao nhiêu? Và cái H của cái công thức này ở đây á thì ở trong cái hình mà chúng ta xét là bao nhiêu? Nhìn như vậy là em sẽ làm được cái bài toán này. Được chưa nào? Rồi bây giờ ai có thể xung phong nói cho thầy cái việc áp dụng công thức vào cái hình chữ nhật số 1 của chữ T không nào? Xin mời các bạn xung phong cho thầy. Nào. Mạnh dạn xung phong cho thầy nào. Ai có thể nói cho thầy cái cách áp dụng cái công thức đấy vào cái hình số 1 này ở đây cho thầy, của chữ T này đây cho thầy. Của xem B là cái gì mà H của thầy là bằng cái gì? Thầy sẽ tính được chứ. Hiểu ý thầy nói không? Vậy đầu tiên các bạn ghi đã nào, đầu tiên các bạn phải ghi cho thầy là y x xì ngang bằng cái đã, cả hai hình T và U các bạn ghi sẵn rồi đã nào. Tức là bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái dòng mà thôi, chúng ta chỉ viết một dòng mà chúng ta xong thôi. Vậy các bạn ghi đi, y x xì ngang bằng. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị nào. Nào ai có thể xung phong để áp dụng công thức vào cái hình số 1 hình lá xanh lá cây này ở bài chữ T cho thầy nào. Nào B của thầy ở công thức thì bây giờ ở đây là cái gì? H của thầy ở trong công thức thì ở đây là bằng bao nhiêu? Rồi dễ quá, là mời Thiện Phúc nào em, nói thì nghe cái nào. Dạ thầy B là 1/8 B phần 8 Đúng nhân rồi, cho 3 B của phần thầy ở đây 3 là B phần B chia chia 2. 8. Đúng rồi em ạ.
À, như vậy là b, như vậy là b chia 8 này nhân cho này bắt đầu h, h là bao nhiêu em? Dạ 3b chia 2 cũng 3. Chưa đúng em. 3b chia 2 của thầy ở đây là khoảng cách từ đây cho đến tận đây cơ. Còn trong khi h của thầy các em nhìn màu xanh lá cây, bởi vậy cho nên thầy bảo các em tô màu là vì thế. Chứ cái màu xanh lá cây của thầy nó chỉ cao từ đây đến đây thôi mà. Rồi ok, cảm ơn em. Như vậy em được là 3 điểm cộng em. Một bạn hoàn thiện giúp cho thầy là thầy mời Võ Đức Tài Thiên em. Thế thầy là trừ h là bằng 5 5b chia 4. Em không thể nói như vậy được, các bạn ấy sẽ không hiểu đâu. Em phải nói như thầy cái cách tính như nào. Của như vậy là nhá, như vậy là bắt từ từ, như vậy là b chia 8 ban nãy này, đó là b này nhân cho mở ngoặc này. Nhân cho mở ngoặc, bắt đầu này, em nói đi. Là b chia 4 cộng à, b chia 4 là cái này này đúng không? Là đoạn này này đúng không? Dạ. Rồi ta cộng cho gì? B chia 2. Đúng rồi, ta cộng cho 3b chia 2, đó là toàn bộ độ cao của chữ T này, sau đó mình trừ đi cái gì? B chia 2. Đúng rồi, cả lớp có hiểu vấn đề không? Rồi trừ đi b chia 2, đóng ngoặc tất cả mũ mấy hả em? Dạ mũ 3 này. Tất cả mũ 3 và tất cả là chia mấy? Để chia 3. Chia 3, chính xác rồi, hoàn toàn chính xác, 5 điểm cộng em. Cả lớp hiểu vấn đề chưa? Rồi ok, bắt đầu ta ghi dấu cộng đi. Ta ghi dấu cộng đi. Rồi chuẩn bị. Đấy là chữ T, bây giờ chúng ta tạm dừng như các bạn chữ T, các bạn tạm dừng, các bạn suy nghĩ tiếp. Các bạn sẽ suy nghĩ tiếp là một bạn lát nữa sẽ ứng dụng cho thầy cái công thức như thế nào vào hình màu vàng số 2. Còn bây giờ thầy chuyển sang hình chữ U nè. Bây giờ bạn nào rơi vào đề chữ U, các bạn hãy trả lời cho thầy là sau cái chữ mà ix ngang bằng á, thì bây giờ bạn nào ở hình chữ U sẽ ứng dụng công thức cho thầy vào cái hình số 1 ở hình chữ U cho thầy nào. Lưu ý hình số 1 ở đây là tổng của hai hình chữ nhật này chứ không phải là một hình nữa nhá. Nên là thầy mời Huỳnh Tiến Nhân nào. Dạ thưa thầy là b của thầy ở đây sẽ bằng cái gì? B ở đây là bằng b chia 4. Chưa đúng em, bởi vì b chia 4 của thầy em sẽ nhân 2 thầy. Đúng rồi, như vậy ở đây thầy sẽ là 2 nhân cho b chia 4. Tiếp tục đi em, đấy mới được cái b thôi. Tiếp tục h đây. H là b trừ cho 7/24b. Chính xác rồi, bởi vì sao? Bởi vì b ở đây là khoảng cách từ đây đến đây đúng không? Từ đây đến đây. Rồi mình lại trừ đi cái khoảng từ đây nó bằng 7b trên 24. Như vậy là thầy sẽ nhân cho mở ngoặc b trừ đi 7b chia 24 tất cả mũ mấy? Tất cả mũ 3. Mũ 3 và chia cho mấy? Chia cho 3. Chia cho 3, chính xác rồi em. Rồi sau đó thì em ghi dấu cộng cho thầy để chúng ta chuẩn bị cho màu vàng. Rồi bây giờ thầy lại trở lại hình chữ T nào. Ai là người xung phong cho thầy để ứng dụng công thức vào cái công thức màu vàng ở hình số 2 này nào? Đừng có tiến nhân nữa, người khác đi. Nào bạn nào đã hiểu được rồi nào? Nghe nãy giờ rồi thì mình hiểu, mình đoán được rồi, có gì khó đâu. Nào bây giờ b của thằng màu vàng là gì, h của thằng màu vàng là gì là xong ngay chứ có gì đâu. Nào nào các bạn giơ tay đi chứ, nãy giờ các bạn có nghe không, nãy giờ có nghe em có hiểu cái gì không? Nào Kiến Hào em. Mấy Kiến Hào đâu? Dạ thưa thầy, b của hình số 2 là b. Là b, đúng rồi, nhân cho h em, đọc đi nào, h là gì? H là h là gì? B... đấy. H là b chia 2. Chứ đúng rồi, còn gì nữa? Rồi, vậy thì nhân cho mở ngoặc b chia 2, tất cả đóng ngoặc tất cả mũ mấy? Mũ 3. Rồi mình chia mấy? Dạ thầy là chia cho 3. Chia cho 3, đúng rồi, dễ thế còn gì nữa hả em? Rồi bây giờ xong hình chữ T, bây giờ một bạn khác suy nghĩ để chúng ta lát nữa quay lại hình số 3. Còn bây giờ bạn nào hình chữ U nào? Nào bây giờ sẽ ứng dụng công thức cho cái hình màu vàng số 2 này chữ U như thế nào nào? Thầy mời Võ Huỳnh Thiện Phúc nào em. Dạ thầy là B của em là B. Là B của chúng ta là B. Tiếp tục nhân cho nào, H nào, bằng cái gì đây? Dạ là vậy là mở ngoặc B chia 2. Không đúng, không đúng. Em nhìn đi, đây này chiều cao của màu vàng của em này. Đúng không? Là B chia 4 cộng. Đúng rồi, B chia 4 ở đoạn này này. Rồi cộng cho đoạn nào? Dạ 7B. Đúng rồi. Đúng rồi, vậy là B chia 4 cộng cho 7B chia 24 tất cả mũ mấy em? Mũ 3. Mũ 3 và tất cả chia mấy? Chia 3. Chia 3, đúng rồi. Rồi tiếp tục ghi dấu trừ đi để chuẩn bị cho hình số 3. Nào bây giờ ta lại quay lại hình chữ T nào. Bây giờ chúng ta ghi dấu trừ này. Và bây giờ một bạn lại ứng dụng cho thầy công thức để chúng ta áp dụng vào hai cái hình. Tức là một cái hình màu xanh dương này, đây là hình số 3. Nào bạn khác đi.
Nào thầy mời các bạn khác giơ tay cho thầy nào. Bây giờ tổng tổng bề rộng của hai cái hình của hai cái màu xanh dương này bằng cái gì? Ai có thể nói được nào? Nào ai giơ tay đi anh em. Ở chưa nhìn ra. Tường Nguyên em, mấy Tường Nguyên nào? Thưa thầy, B của em là bằng B trừ do B trừ B ôi chia chuẩn 8. quá, đúng rồi em này. Như vậy thì em thấy không, ở đây mình có là B rộng đây, mình chỉ cần trừ đi cái thằng lõ, cái thằng lòng này ở đây, cái lõi ở đây là B chia 8, là thành ra là hai cái tổng của hai thanh dương là đúng rồi. Vậy thì chúng ta ghi là mở ngoặc này, vậy là B trừ đi B chia 8 đóng ngoặc, đấy là B. Còn H thì sao em nhỉ? H của em là bằng mở B chia 4. Đúng rồi, là B chia 2. Là mày lấy B chia 2 mình trừ đi gì? Trừ cho B chia 4. Đúng rồi, vậy thì em lấy B chia 2 trừ B chia 4, tất cả đóng ngoặc là mình nhân mũ mấy? Mũ 3. Mũ 3 và chia mấy? Chia 3, chính xác. Chia 3. Đó, kết thúc rồi đấy. Vậy bây giờ các bạn bấm máy cho thầy đi và đáp số của bạn sẽ bằng là bao nhiêu đó phần bao nhiêu đó nhân tất cả cho B mũ 4. Đó, các bạn bấm đi. Nào bây giờ ai có thể xung phong để ứng dụng cái công thức dành cho cái hình màu xanh dương số 3 ở hình chữ U này cho thầy nào. À, bạn nhân bạn Phúc thì nói rồi nhiều rồi, bạn khác nữa đi nào. Thì mời Lưu Quang Thọ em ơi, Lưu Quang Thọ nào. Dạ thưa thầy, theo em là B của em là bằng B trên 2. Đúng rồi, đây này B chia 2 này, đúng rồi. Vậy chúng ta là trừ đi này, B chia 2. Tiếp tục lý nhân đi em. Chiều cao là gì? Chiều cao là bằng 24B. Đúng rồi, 7B phần 24. Đúng rồi, tất cả mũ mấy? 3. Mũ 3, rồi và chia mấy? 3. Chia 3, rồi thì mời các em bấm cho thầy đi. Và đáp số của chúng ta ở cái dạng là bao nhiêu đó phần bao nhiêu đó rồi nhân cho là B mũ 4. Nào sau đó thì chờ cái con số là bao nhiêu đó phần bao nhiêu đó của các bạn là bao nhiêu. Ai đọc được đúng cho thầy thì sẽ được 5 điểm cộng. Bởi vì đây là cái vấn đề bấm máy của chúng ta. Nào tất cả cùng bấm máy cho thầy và ai xong rồi thì giơ tay. Thầy Quang Thọ xong rồi em. Dạ chưa, em xin lỗi. Vậy bỏ cái xuống đi em. Thì mời bạn nào mà ra được cái hình chữ T rồi nào, ai nói được trong bốn số các em nào, ai ra được hình chữ T rồi là bao nhiêu phần bao nhiêu các em? Mời Tài Thiên em. Để thay là 91 B mũ 4 chia cho 768. Chính xác hoàn toàn em, 5 điểm cộng, tuyệt vời em. Rồi còn ai ra được hình chữ U rồi nào? Các em giơ tay nào, hình chữ U nào, ai ra được xong rồi nào? Mời Tiến Nhân em. Đây là 83 B mũ 3 chia cho 768. Làm gì vậy? B mũ 3 em, B mũ mấy? Nhìn B lại mũ coi. 4. B mũ 4 phần bao nhiêu? Phần 768. Đúng rồi em, chính xác rồi, 5 điểm cộng em. Rồi, như vậy thì các em ghi đi. Như vậy là 2.C1 cách 2 ta áp dụng công thức của hình cơ bản để tính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ, bạn nào tính xong rồi thì đối chiếu cho thầy xem là đúng chưa. Như vậy thì đáp số của em đã đúng rồi. Chữ T của chúng ta là 91 phần 7.68 nhân cho B mũ 4. Và chữ U của chúng ta thì bằng 83 phần 7.68 nhân B mũ 4. Tất cả những cái gì mà chúng ta đọc nãy giờ ở đây thì nó đều ở đây cả. Được chưa nào? Các bạn thấy không? Thầy làm rất là công phu. Chữ màu xanh lá cây thì viết mực màu xanh lá cây. Đó, hình màu vàng thì thầy viết màu vàng. Và hình màu xanh dương thì viết màu xanh dương. Như vậy thì các bạn phải mua sắm đủ những cái bút mực như vậy thì các bạn học, các bạn sẽ hiểu bài hơn. Rồi đến đây thầy đi tiếp thầy sẽ đi tiếp cái phương pháp tiếp theo các bạn ạ. Chúng ta đã xong phương pháp số 1 rồi. Thầy xin hỏi các bạn là phương pháp số 1 cả lớp đã hiểu chưa ạ? Có cái gì không hiểu không? Có ai không hiểu không? Nào có ai không hiểu không các bạn? Có ai không hiểu thì các bạn cứ không ơi. Mời Trường Nguyên em, có câu hỏi gì? Không lời ơi, em à. Nói em không hiểu. À rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi phương pháp tiếp theo các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, vậy phương pháp số 2 á, thì ai là người đã chép video và đã hiểu được cái cách số 2 là gì thì có thể đọc lên cho cả lớp cùng nghe được không ạ? Nào thì mời Hoàng Hải em. Dạ thưa thầy, là cách số 2 là tìm thấy một trục mà thuận tiện để tính moment quán tính cho tất cả các mặt các thành phần, dùng công thức chuyển trục trung tâm song song. Đúng rồi, chính xác hoàn toàn em. Tuyệt vời em. Các em chú ý là mỗi một lần phát biểu mà thầy khen đúng thì các em được 5 điểm cộng nhé. Các em ghi chú vào để cuối giờ các em điểm danh cho thầy. Rồi, như vậy các em ghi đi. Chọn trục xì thuận tiện để tính yxì, sau đó chuyển về trục x ngang. Các bạn đổi màu mực đỏ, các bạn ghi đi. Với sau đó trục thuận tiện là cái trục gì? Vậy thì trục thuận tiện là cái trục mà bản thân nó đã là cạnh đáy hoặc cạnh trung tâm của tất cả những hình thành phần cơ bản.
Đó, các bạn chép cho thầy những cái dòng này vào các bạn. Rồi, tiếp theo thì các bạn ghi đi. À, thì thầy xin mời các bạn chép cho thầy cái slide này các bạn ơi. Rồi, mời các bạn chép cho thầy cái slide này đi. Đấy là chuyển trục trung tâm song song ra khỏi trọng tâm. Rồi, chép cho thầy slide này đi. Rồi, các bạn ơi, các bạn hãy nhìn này. Như vậy ở đây ấy, là thầy có một cái mặt cắt. Đó, và thầy có trọng tâm là điểm C. Thế thì thầy có một cái trục mà đi qua cái điểm C này thì đó chính là trục trung tâm và thầy ký hiệu đó là trục A ngang. Tiếp theo thì thầy sẽ có một cái trục mà song song với trục A ngang đó nhưng mà ở bên ngoài. Nó có thể ở phía dưới các bạn ạ, nó có thể ở phía trên, bất kỳ các bạn nhé. Chỉ có điều là nó không trùng với trục trung tâm và nó cách cái trục trung tâm của thầy một cái khoảng cách là D nào đó các bạn ạ. Thầy xin nhắc lại, nó không quan trọng ở dưới hay ở trên, ở trái hay bên phải. Chỉ cần là nó không trùng với cái trục trung tâm này mà thôi. Thế thì các bạn hãy nhìn này. Vậy thì nếu như mà thầy có được cái moment quán tính đối với cái trục trung tâm A ngang đó, thì để tính được cái moment quán tính trung tâm moment quán tính đối với cái trục A thường mà cách cái đoạn A ngang, cái trục A ngang và đoạn D đó, thì thầy sẽ cộng vào một cái đại lượng bằng tích của bình phương khoảng cách D nhân cho cái diện tích của cái mặt cắt của thầy. Thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta nhớ rằng là cái moment quán tính của chúng ta ban nãy là đơn vị là mũ 4, chiều dài mũ 4. Thì ở đây diện tích của chúng ta là chiều dài bình phương lại nhân cho là bình phương của một cái chiều dài nữa, vậy thì đây cũng là mũ 4 cả. Các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy thì các bạn để ý này, do là cái moment quán tính của chúng ta là một đại lượng luôn luôn dương, do đó thì cái số này một số dương cộng cho một cái số dương, vậy thì chắc chắn rằng là cái IA này của các bạn, tức là cái moment quán tính đối với cái trục A bên ngoài này, nhỏ nhất sẽ bằng chính với lại là cái trục moment quán tính chính trung tâm. Đó là khi mà chỉ khi cái khoảng cách D này của các bạn bằng 0. Tức là khi mà cái trục A thường, A bên ngoài này trùng với lại cái trục A trung tâm, A ngang, thì cái moment quán tính IA của các bạn là nhỏ nhất. Và nhỏ nhất nó sẽ chính bằng cái moment quán tính chính trung tâm IA ngang. Đó là lý do tại sao mà ban nãy tất cả những công thức mà chữ nhật, tam giác hay là cái này, các bạn để ý không? Thì cái moment quán tính đối với một cái trục bên ngoài luôn lớn hơn cái moment quán tính chính trung tâm của cái trục X ngang. Các bạn hiểu vấn đề không ạ các bạn? Các bạn ơi, như vậy đến đây các bạn đã hiểu lý do tại sao mà cái moment quán tính mà đối với cái trục mà X ngang hay Y ngang hay là A ngang đó là nhỏ nhất chưa các bạn? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu này. Đúng rồi. Rồi các bạn này, như vậy thì thầy hỏi tiếp các bạn một câu này. À, vậy thì nếu như các bạn để ý này, như vậy thì thầy từ một cái nhỏ nhất thầy đi đến một cái khác nó phải lớn hơn thì thầy phải cộng vào đúng không các bạn? Đúng là đây công thức cộng không hả các bạn? Có đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ thầy hỏi ngược các bạn một câu. Thế nếu như bây giờ ban đầu thầy biết trước là cái IA thường, mà chú ý thầy nhắc lại là trục A này có thể phía trên, có thể phía dưới, có thể bên trái bên phải, không quan trọng các bạn nhá. Thì bây giờ thầy hỏi thử là nếu bây giờ thầy biết trước cái IA thường, vậy bây giờ thầy muốn đi về, thầy muốn chuyển trục về từ cái A thường này về cái trục trung tâm, thì cái đại lượng của nó thầy trừ đi hay thầy cộng vào? Đố ai nói được nào? Nào ai nói được nào? Nào giơ tay cho thầy nào. Nào ai? Thì thầy sẽ từ cái trục A thường này thì mà để thầy chuyển về cái trục A trung tâm A ngang này thì thầy sẽ cộng vào hay thầy trừ đi nào? Ai có thể xung phong nào? Dễ như vậy mà. Nào nữa đi, giơ tay nữa đi, sao lại câu hỏi này chỗ của thầy sẽ khó thế à? Thầy từ cái ở nhỏ nhất thầy đi ra ngoài thì thầy phải cộng vào. Thế bây giờ thầy đang hỏi là từ một cái bên ngoài mà thầy đi về một cái nhỏ nhất thì thầy cộng vào thì trừ đi mà cũng không hiểu à? Là thầy mời Trường Nguyên rồi em. Thế thầy là trừ đi ạ. Tất nhiên là phải trừ đi rồi, bởi vì chắc chắn là cái bên ngoài của thầy nó phải lớn hơn cái nhỏ nhất là cái trung tâm rồi đúng không các em nhỉ? Đúng không? Cái trung tâm là cái nhỏ nhất đúng không? Vậy thì thầy từ một cái bên ngoài là cái lớn hơn, thầy về cái nhỏ hơn thì thầy phải nhỏ nhất chứ không phải nhỏ hơn đâu. Thầy về một cái nhỏ nhất thì thầy phải trừ đi. Đó thì chẳng qua là thầy chuyển cái công thức này thôi. Như vậy thì ở đây là thầy chuyển cái AD bình sang bên tay trái của thầy, thì rõ ràng là thầy sẽ có được là IA ngang sẽ bằng IA thường trừ đi, thầy sẽ có cái gì đâu. Cả lớp có hiểu vấn đề không? Dạ hiểu rồi thầy. Hiểu ạ. Rồi. Rồi, tiếp tục này. Vậy thì bây giờ đố các em biết này. Bây giờ đố các em biết, vậy thì thầy sẽ chọn cái trục nào là trục thuận tiện. Đấy, hiểu vấn đề không? Bây giờ trục nào của thầy là trục thuận tiện thì các bạn nhớ là cái trục thuận tiện là cái gì thì ở đây định nghĩa thầy nói rồi. Là cái trục và bản thân nó đã là cạnh đáy và nó đã chia tất cả những cái hình thành cơ bản rồi mà nó đã là cạnh đáy rồi. Đó thì bây giờ ai nói được cho thầy cái chia này. Vậy thì thầy chọn trục x ngang của thầy là cái trục thuận tiện x gì của thầy là trục như thế nào đối với hình chữ T này? Ai có thể là như vậy là
là nói cho thầy xem là cái trục đối với hình chữ T thì trục thuận tiện là cái trục nào. Nào mạnh dạn lên các em. Rồi, chưa thấy ai giơ tay cả. À rồi, bây giờ thì mời một em nào, thì mời Quang Thọ nào em. Dạ thưa thầy, theo em là lấy trục X được không ạ? Đúng rồi, đây này, trục thuận tiện ở đây là trục, là cái trục này này, đấy, bản thân là cái trục này này. Bởi vì bản thân nó đã chia cái hình chữ T của chúng ta ra làm hai hình chữ nhật trên và dưới, đúng rồi em nhỉ? Và nó đã là cạnh đáy rồi đúng không? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang cái trục thuận tiện của hình chữ U. À, thầy mời Hồng Phát rồi em. Thưa thầy, trục thuận tiện thì em nghĩ là trục X. Đúng rồi, trục X của thằng này đây, nó chính là cái chỗ mà ở cái lòng này này, đúng rồi các em. Đó, vậy thì thầy mời các em vẽ cho thầy đi. Vậy thì mời các em lấy cái hình. Như vậy là các bạn lấy cái bút màu xanh lá cây. Đó, các bạn vẽ cho thầy trục X gì đấy. Đấy, trục X gì thường này các bạn này, trục X thường này. Đúng không nào? Và sau đó thì các bạn lấy cái bút dạ quang, các bạn tô cái màu ở cái hình chữ nhật ở phía trên đi. Đấy. Như vậy thì cái trục X gì này bản thân nó đã chia cái hình cơ, hình của các bạn ra là hai hình cơ bản rồi, rất là ít rồi, ít nhất có thể rồi, đúng không? Ban nãy là chúng ta dùng trục X gì ngang thì chúng ta chia ra chúng ta có ba hình, ba biểu thức đúng không? Nhưng ở đây thì chúng ta dùng trục X gì này là trục rất là thuận tiện. Vì bản thân nó đã chia cái mặt cắt của chúng ta ra hình cơ bản mà nó đã là cạnh đáy luôn rồi. Đúng rồi các bạn nhỉ? Đúng không? Và ở đây thì cũng vậy, các bạn lấy bút dạ quang các bạn tô viền cho thầy đi. Đó. Thầy mời Thiện Phúc nữa em. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là Ix bằng này. Cái công thức chữ T này thì mình làm thế nào em nhỉ? Dạ là thầy là B là B chia 8. Đúng rồi, bằng B chia 8 nhân cho chiều cao nào? Chiều cao là 3B chia 2. Đúng rồi, 3B chia 2 tất cả mũ mấy 3. Em? Tất cả mũ 3 và chia 3. Mấy em? Chia 3. 3. Hoàn toàn chính xác em. Cộng cho. Đúng rồi, nói luôn được đúng không? Nói luôn được, em nói luôn đi, cộng cho nào. Dạ, cộng cộng cho là B chia B. B nhân cho rồi, nhân cho là B chia 4 tất cả mũ mấy? Mũ 3. Mũ 3 và chia chia 3. Hoàn toàn chính xác em, 7 điểm cộng em. Quá giỏi em. Rồi bây giờ đối với hình chữ U nè, à, bạn nào có thể đọc cho thầy hình chữ U được không? Mời là chữ U nào, chữ cũng dễ vậy thôi, không có gì khó cả các bạn ạ. Nào thì mời thêm ai nữa không nào? Có ai giơ tay thêm nữa không nào? Trời dễ quá, bạn nào nữa thế nào? Mời Lê Hồng Phát em. Dạ thưa thầy, hai hình trên là bằng hai lần. Đúng rồi, hai lần của B chia 4. B chia 4, đó là B rồi. Nhân cho H nào, H làm sao? Nhân cho B mũ 3. Đúng rồi, nhân cho B mũ 3, tất cả chia mấy em? Tất cả chia cho 3. Đúng rồi, em đọc chia luôn cho 3 màu vàng. Cộng cho màu vàng là bằng B. B nhân cho B chia 4 tất cả mũ 3. Tất cả mũ 3 và chia cho 3. Chia cho 3. Chính xác rồi em ơi. Như vậy là các bạn ơi, các bạn đã tính được cái moment quán tính của hình chữ T cũng như chữ U, nhưng mà đối với cái trục X, Y thường. Các bạn có hiểu vấn đề không? Bây giờ mình phải chuyển về cái trục X, Y ngang của cả hình các bạn này. Hiểu vấn đề không? Bây giờ mình phải chuyển từ cái trục bên ngoài về cái trục trung tâm chung này. Hiểu không nào? Thầy phải chuyển từ cái trục bên ngoài về trục trung tâm mà thầy nhắc lại ở đây là, đây là phía dưới, ở trong cái bài này của thầy là phía dưới. Nhưng mà giả sử trục X, Y thường của thầy ở phía trên thì nó cũng giống như phía dưới, nó không khác gì nhá. Chúng ta chỉ có khái niệm là ngoài trục trung tâm và trục trung tâm thôi, chứ chúng ta không có cái khái niệm trên dưới hay là trái phải gì hết. Vậy thì bây giờ thầy muốn hỏi các bạn này, thầy từ một cái trục x y như thế này ở bên ngoài này, thầy đi về cái trục trung tâm thì thầy sẽ cộng vào hay thầy trừ đi? Ai giơ tay cho thầy nào? Ai có thể trung phong để trả lời thầy câu này? À. Rồi thầy mời Quang Thọ em. Bây giờ thầy từ trục x y thầy về trục x ngang thì thầy làm thế nào em? À, thưa thầy là trừ đi. Chính xác là trừ đi. Vì sao em nhỉ? À, thì áp dụng công thức hồi nãy thì mình trừ về là điểm thấp nhất ạ. Đúng rồi, không phải thấp nhất mà là nhỏ nhất, hiểu vấn đề không? Tức là cái giá trị của trục trung tâm sẽ là nhỏ nhất, hiểu vấn đề không? Đó, chính xác rồi em. Vậy thì bây giờ các em ghi đi. Vậy thì Ix ngang của cả hình các em ghi đi. Ix ngang sẽ bằng là Ix là cái mà các em vừa viết hai biểu thức, hai hạng tử phía trên đó. Thì sẽ bằng là Ix này, bắt đầu để trừ đi này. Vậy thì trừ đi cái gì hả các em nhỉ? Bây giờ trừ đi đối với hình chữ T thì bình phương khoảng cách của thầy ở đây là bao nhiêu? Ai có thể nói cho thầy cái khoảng cách từ trục x y ở đây về trục x y ngang ở đây nào? Ai có thể nói được nào? Bây giờ bình phương của khoảng cách thì bây giờ khoảng cách của thầy ở đây là, thì mời Quang Thọ nói luôn đi em.
Alo, con Thọ thì mời con Thọ nào. Dạ thưa thầy là B trên 2. Không đúng em, khoảng cách từ trục x thì màu xanh lá cây về trục màu tím cơ mà, em nhìn kỹ lại coi. À chia 2 đúng không? Khổng ra để chia 2 em, nào B chia 2 làm gì nữa? Chưa đủ. B chia 2 là cả cái đoạn này, nhưng mình cần cái đoạn này thôi. Từ đi đúng rồi. À 3 phần 2 trừ B4. Không phải, không phải em. Rồi em 2 điểm cộng em. Rồi thì mời Tiến Nhân nào em. Tiến Nhân có tìm ra được không? Thưa thầy là bằng B trên 2 trừ B trên 4. Thì đúng rồi, đây này, B trên 2 là cả cái đoạn này. Mình trừ đi B trên 4 là cái đoạn này thì ra ngay đoạn này chứ có gì đâu, Thọ hiểu chưa? Đó, như vậy thì mình nhân cho mở ngoặc này, B chia 2 trừ đi B chia 4 tất cả bình phương. Bây giờ mình phải nhân cho diện tích của cả cái hình chữ T này. Mà diện tích của cả cái hình chữ T này thì mình tìm được ở đâu rồi các bạn nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Có phải là cái chỗ mà chúng ta đi tìm trọng tâm của các bạn nhỉ? À các bạn. Đây này, diện tổng diện tích của trọng tâm của cái hình chữ T. Đây đây này. Chính là 7B bình phần 16, đúng không các bạn? Đúng của cả lớp. À, đúng ạ. Đúng rồi. Yeah. Rồi thì đến đây thì các bạn ghi thôi. Ừ. Đó thì các bạn ghi thôi. Như vậy thì là trừ đi bình phương của như vậy là B trên 2 trừ B trên 4 tất cả bình phương nhân cho là cái 7B bình phần 16 là xong. Rồi các bạn bấm nó cho thầy xem. Các bạn hiểu vấn đề không? Các bạn bấm nó cho thầy. Bây giờ hình chữ U nào. Bây giờ hình chữ U chúng ta sẽ ghi là Ix thì ngang cũng sẽ bằng là Ix thì thường. Mà Ix thì thường là cái mà ban nãy các bạn có hai hạng tử cộng với nhau đó. Rồi bây giờ mình trừ đi bình phương khoảng cách nào. Ai có thể nói cho thầy xem là bình phương khoảng cách, tức là khoảng cách từ trục x thì thường đến trục x ngang của thầy là bao nhiêu? Nó sờ sờ trước mặt rồi. Nào ai đọc được nào thì mời Hoàng Hải em. Dạ thưa thầy là 7b trừ phần 7b phần 24 trừ đúng. Cho b không b phần 4. Lại chưa đúng em, 2 điểm cộng em. Rồi, chắc là dễ quá mà em không ngờ tới đấy, cho nên là khổ thế chứ. Mời Thiện Phúc nào em. Dạ thầy là 7b phần 24 phần trừ nữa à? Có trừ gì nữa không? Dạ. Phải trừ. Rồi thôi, cảm ơn em 2 điểm cộng em. Rồi cảm ơn em 2 điểm cộng em. Rồi nào tất cả người khác nào. Thầy hỏi là khoảng cách từ trục x gì đến trục x gì ngang này là bằng bao nhiêu à? Thì mời Huỳnh Tiến Nhân rồi em. Dạ thưa thầy là bằng 7 phần 24B. Chính xác rồi. Đây nó chỉ bằng 7B phần 24 chấm hết em. À thế thôi, thầy chỉ hỏi thế thôi chứ thầy thì hiểu. Thầy hỏi xem là các em có hiểu cái gì không. Nó sờ sờ đây rồi mà các em còn trừ đi cái gì nữa. Cái máy móc quá đi. Hiểu không nào? Rồi vậy thì là ta trừ đi này 7B phần 24 tất cả bình phương phải không em? Đúng không? Alo. Dạ đúng rồi. Đúng dạ, rồi và đem nhân cho diện tích. Dạ. Vậy thì bây giờ diện tích hình trụ U tôi lấy ở đâu các em nhỉ? Tôi lấy ở đâu? Các em. Lấy ở cái bảng này. Đúng rồi, cái bảng của mình thì ở đây là bao nhiêu? Ai đọc cho thầy là con số là bao nhiêu nào? Dạ 3 trên 4 B bình. Đúng rồi, chính xác là như vậy các em ạ. Đó. Đó thì thôi, vậy thì ta trừ đi. Vậy là 7B phần 24 tất cả bình phương nhân cho là 3 phần 4 tất cả B bình. Rồi bây giờ các em bấm máy cho thầy đi xem nào. Ai ra được con số rồi thì bắt đầu giơ tay cho thầy nào. Rồi em ai ra được cái biểu thức hình chữ T rồi nào. Em có thể đọc cho thầy biểu thức của nó được không? Rồi ai trong số các em ra được chữ T rồi đọc cho thầy nào. Dạ thưa thầy chữ T là bằng 91 phần 768 B mũ 4. Vậy thì nó có giống như cách số 1 không hả em? Dạ giống thầy ơi. Hoàn toàn giống, đó các em thấy có thú vị không? Rồi bây giờ ai ra được hình chữ U rồi nào? Rồi em được 5 điểm cộng em, phát được 5 điểm cộng em. Ai ra được hình chữ U rồi em? Có thể đọc cho thầy được không? Mời mời em nào đi. Em rồi. Trường Nguyên ra chữ U rồi thầy. Rồi em đang đọc đi, em đọc đi, em đọc con số lên nào. 3 phần 768 nhân với B4. À như vậy là 83 phần 768 B4 nó có giống như cách số 1 không hả em? Y chang ạ. Ờ thế là đấy, các em hiểu vấn đề chưa? Như vậy thì các em đã thấy được cách số 3 chưa? Đấy. Bây giờ các em kiểm tra lại cho mình xem ai làm viết như nào có sai không? Đấy thì các em kiểm tra lại biểu thức của chúng ta đi. Đấy em ạ. Đó thì ở đây thì các em ghi thêm chữ tổng ở phía trên nữa. Y nói rằng là của cả hình ấy mà các em. Yx của cả hình. Và sau đó là Yx ngang của cả hình. Đó thì nó bằng như thế này. Đó thì các em thấy rằng là kết quả của chúng ta hoàn toàn giống như cách số 1 các em. Rồi thì bây giờ chúng ta chuẩn bị chúng ta sang cách thứ 3 các em. Sau đây thì thầy xin hỏi các bạn nào đã
nghiên cứu cái số 3, đã chép video ở nhà và đã hiểu cái số 3 là gì, thì có thể đứng lên đọc cho cả lớp nữa không nhỉ? Thầy mời Hoàng Hải em. Dạ, thưa thầy, là cách số 3 là phương pháp mạnh nhất, tổng quát nhất và dùng để tính cho một mảnh cách phức tạp bất kỳ. Đúng. Nó có 4 bước thầy. Hay quá, em đọc đi. Dạ, bước thứ nhất là chia mặt cách ra các hình cơ bản. Bước thứ hai là tìm tọa độ trong tâm từng hình cơ bản và tọa độ trọng tâm em, của không phải là trong tâm đâu mà trọng tâm em. Trọng tâm của cả hình. Ừ. Bước thứ ba là tính moment quán tính của từng hình đối với trục trung tâm của chính nó. Sau đó dời trục về trục trung tâm chung. Bước thứ tư, bước cuối cùng là tổng quát tất cả các hình tổng quát kết quả lại. Chính xác rồi. Chính xác rồi, 5 điểm cộng em. Đó là bạn rồi, vậy thì em ghi đi. Rồi, cách thứ ba. Tính Ix ngang của từng hình cơ bản. Phải chuyển từng cái về trục trung tâm chung. Rồi tính tổng lại. Các bạn chép cho thầy đi. Rồi các bạn ạ, như vậy thì đầu tiên, cái cách đầu tiên của chúng ta là gì nào? Ai có thể đoán được nào? Tức là cái bước đầu tiên của cách số 3 là gì nào? Như bạn ấy bạn vừa nói rồi. Ờ thôi thì chúng ta ghi đi. Chia mặt cắt ra hình cơ bản, chia ít nhất có thể. Rồi các bạn chép cho thầy cái câu này vào. Rồi chia mặt cắt ra hình cơ bản và chia ít nhất có thể. Ít nhất có thể. Xong chưa các bạn? Dạ rồi. Rồi. Như vậy thì bây giờ một bạn nào nói cho thầy nghe là cái cách chia đơn giản nhất của hình chữ T này là gì nào? Ai có thể xung phong nào? Cách chia đơn giản nhất của hình chữ T này. Thầy mời Tiến Nhân nào. Dạ thưa thầy, là chia thành hai hình chữ nhật. Đúng rồi, vẫn là như thế thôi đúng không các em? Bạn ấy là cũng dạ. Biết là các bạn là trong lúc các bạn vẽ các bạn dùng hình. Bây giờ là cách cuối cùng rồi, thì là bây giờ thầy đang dùng cái hình số 5 đấy các bạn ạ. Tức là ban nãy là cái cách số 2 là chúng ta dùng hình thứ tư đúng không? À cái cách mà số 1 là hình số 3 đúng không các bạn nhỉ? Đúng không? Thì thầy có ban đầu giờ thầy có kêu các bạn là dùng vẽ cho thầy 5 hình đó, thì các bạn quan sát xem là như vậy thì các bạn đã dùng cái hình nào, thì không biết là các bạn có đủ thì các bạn có sáng suốt để các bạn làm hiểu ý rồi không? Nhưng bây giờ tóm lại là chúng ta đang chuẩn bị chúng ta dùng hình số 5 này các bạn này. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta chia cái hình cơ bản nhất đơn giản nhất thì chính là có hai hình thôi. Đó là hình chữ nhật ở đây và chữ nhật đây, chính xác rồi em. Và chắc hẳn là các bạn cũng hiểu rằng là cái chữ U của chúng ta cũng vậy thôi đúng không? Chúng ta cũng sẽ chia ra ở phía trên là hai hình chữ nhật là hai cái trạc này, nhưng mà thực chất nó là một. Và cuối cùng là ở một hình chữ nhật ở phía dưới đúng không các bạn nhỉ? Đó thì các bạn vẽ cho thầy đi. Đó, bây giờ các bạn lấy bút dạ quang, các bạn vẽ cho thầy ở trên cái hình số 5 cho thầy. Đấy, 1 2 1 2 các bạn vẽ cho thầy trên hình số 5 đi các bạn ơi. Đừng có vẽ trên hình thứ tư, thứ ba nhé, bởi vì là lát nữa mình sẽ vẽ cái khác. Đó, các bạn vẽ trên hình số 5 đi. Đấy, tiếp tục nào các bạn. Vậy thì đầu tiên ta phải làm cái bước thứ hai của cái cách số 3 này là gì? Các bạn ghi đi. Vẽ trục trung tâm của mỗi hình cơ bản. Có nghĩa là bây giờ các bạn vừa chia ra hình số 1, hình số 2 đúng không? Thì bây giờ các bạn phải tìm được cái trọng tâm của C1 và C2 của hai hình, C1 của hình 1, C2 của hình 2. Sau đó các bạn kẻ một cái trục mà đi qua cái điểm C1 đó thì các bạn ghi là x thì 1 ngang. Sau đó các bạn kẻ một cái trục mà đi qua điểm trọng tâm C2 của hình số 2 các bạn ghi x thì 2 ngang, các bạn có hiểu vấn đề không? Sau đó thì các bạn xác định khoảng cách từ trục x thì 1 ngang về trục x thì ngang. Trục x ngang là cái trục trung tâm của cả hình chữ T hay là chữ U đó, hiểu vấn đề không? Sau đó lại xác định cho thầy khoảng cách từ trục x thì 2 ngang về cái trục x thì ngang. Cả lớp có hiểu vấn đề không hả các em? Cả lớp. Hiểu rồi. Hiểu thì các bạn ghi câu này vào đi. Các bạn ghi câu này đi, vẽ trục trung tâm của mỗi hình cơ bản phẩy và xác định khoảng cách từ các trục đó đến cái trục trung tâm chung của cả hình. Rồi chép đi các bạn. Xong chưa? Xong chưa? Dạ rồi.
Rồi vậy nếu mà xong rồi thì mời các bạn làm đi, làm mời các bạn làm đi. Đó, mời các bạn vẽ cho thầy điểm C1, rồi bạn kẻ cho thầy trục XC1 ngang. Vẽ cho thầy điểm C2 và vẽ cho thầy trục XC2 ngang. Rồi bây giờ tiếp tục ở đây XC1 ngang, đây C1, XC1 ngang. Điểm C2 và X2 ngang, mời các bạn vẽ cho thầy đi. Nào, khẩn trương. Khẩn trương. Rồi em, vậy thì bây giờ có ai có thể cho thầy biết là khoảng cách từ XC1 ngang đến XC ngang của chữ T này không ạ? Dạ em tên Thiên thầy. Ờ mời mời, mời em là bằng bao nhiêu em nhỉ? X1 ngang tới X là bằng BB chia phần BB chia 2 trừ cho B chia 2 chia 2. Từ 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 em lấy từ từ. Em lấy 3B chia 2 là cái này đúng không? Dạ. Là khoảng cách này rồi, bây trừ giờ cho em... B chia 2 chia 2. Tại sao lại là B chia 2 trừ B chia 4 chứ? B chia 2 trừ B chia 4. Từ từ nhá, em lấy cái thằng này. Em lấy cái thằng này. Em B chia 2 trừ B chia 4 là cái đoạn này đúng không? Dạ, yeah. B chia 2 trừ B chia 4. B chia 2 trừ B chia 4 là ý em là cái đoạn này đúng không? Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi này. Rồi như vậy là em lấy 3B chia 2 là cái đoạn này. Em trừ đi cái đoạn này, tức là B chia 2 trừ B chia 4 là đoạn này thì em sẽ có được cái đoạn này đúng không? Dạ. Rồi sau đó thì làm gì? Đấy. Rồi mình trừ cho BB chia 2 chia 2 nữa. Được em, ok em, cảm ơn em. 5 điểm cộng. Tuy nhiên cách đấy nó hơi rườm rà. Không biết là có bạn nào có cách khác không? Gần nó nhẹ nhàng hơn không? Đây, cái chúng ta cần là cái này thôi này. Có ai nói được không nào? Thì mời dạ em có mời rồi em thầy. Ờ mời em tên là gì và em nói đi thế nào. Dạ thầy em tên là Phát. Ờ, theo em là bằng 3B chia 2 tất cả chia 4 thầy. Ừ, chưa đúng em ạ. Chưa đúng. Đấy là em cảm giác cho tôi chứ không phải. Rồi, cảm ơn em, 2 điểm cộng em. Có em nào khác nữa không em? Cho em nói lại được thầy. Được em. Dạ, BB chia 2 chia 2. Đúng rồi, 3B chia 2 chia 2 là có phải ý của em là cái đoạn này không, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi, đúng rồi em, bây giờ mình làm gì tiếp? Trừ cho B chia 2 trừ B chia 4. Đúng rồi, trừ đi mở ngoặc B chia 2 trừ đi B chia 4 hay cái khác là hoặc là em cộng cho B chia 4. Đây này, đây, tức là bây giờ 3B chia 2 lại chia đôi, tức là cái đoạn này. Em có thể em cộng cho B chia 4 là em có được khoảng cách từ đây đến đây đúng không em? Đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Đúng rồi, sau đó em trừ đi B chia 2 đúng không? Là em ra được cái đoạn này đúng không em? Dạ. Rồi, hoàn toàn chính xác, cộng thêm cho em 5 điểm nữa. Rất tốt em. Rồi bây giờ một bạn có thể nào có thể tìm cho thầy giờ xc 2 ngang về xc ngang không? Em nào nói thì cứ nói đi. Dạ thầy. Tên là gì? Em tên Phát. Rồi mời Phát. Dạ tên Phát. Dạ theo em từ khoảng cách từ x ngang đến x 2 ngang là bằng b chia 2 đúng. Trừ cho b chia 8. Đúng rồi, tức là trừ đi một nửa của b chia 4 là trừ đi cái đoạn nhỏ nhỏ này đúng không em? Dạ. Đúng rồi em, hoàn toàn chính xác em. Rồi, bây giờ tiếp tục, bạn nào ở hình chữ U có thể nói cho thầy xem là khoảng cách từ trục XC1 ngang đến trục XY ngang của hình chữ U không ạ? Dạ, em tên Nhân thầy. Thầy mời Nhân. Dạ, em là lấy đoạn B chia 2. Đúng, B chia 2 trừ có phải ý cho em đoạn là cái đoạn này không? Đúng không? Dạ, đúng rồi, trừ cho đoạn 7B trên 24. Chính xác rồi em, hoàn toàn chính xác, 5 điểm cộng em. Rồi, bây giờ một bạn nào có thể tìm cho thầy khoảng cách từ XY ngang về trục XY ngang không? Bạn nào từ x 2 ngang đến trục x ngang nào? Dạ em tên Nhân. Ờ mời Phúc đi em, mời Phúc đi. Dạ hay là em lấy b chia 8. Đúng rồi, tức là một nửa của b chia 4 là đoạn này đúng không em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tất cộng cho 7 phần 24b. Đúng rồi, cộng cho 7 phần 24b thì chính là đoạn này. Rồi chúc mừng các em 5 điểm cộng. Rồi thì bây giờ các em chú ý này, vậy thì cái bước chúng ta làm là gì? Chúng ta nói rất là rõ ràng, các em nhìn này. Đây này, có nghĩa là bây giờ cả lớp nhìn chú ý này. Đấy thì bây giờ thầy đã viết lên đây cho các em kiểm tra lại xem đúng chưa, là các em điền vào cho thầy. Thì bây giờ các em chú ý này. Nghĩa là bây giờ chúng ta tính. Vậy thì ban nãy từ phương pháp số 1 đến phương pháp số 2 thì các em thấy là toàn là chia 3 đúng không? Thì các em sẽ hỏi là thắc mắc là ủa thế thầy tại sao cái công thức mà chia cho 12 của chúng ta là áp dụng khi nào đúng không các em? Nãy giờ ta toàn thấy là chia 3 hết đúng không? Đúng không các em? Phương pháp 1, phương pháp số 2 ta đều dùng chia 3 cả. Vậy thì phương pháp nào mà chúng ta chia cho 12?
Thì nếu như mà muốn chia 12 thì các em phải xét cái trục nó đi qua trung tâm của mỗi hình cơ bản, đúng không? Vâng, thì đây chính là cái phương pháp số 3 của các em. Phương pháp số 3 của các em thì các em sẽ được thưởng thức cái công thức là chia cho 12 đây này. Là vì sao? Đây các em nhìn lại đi kỹ đi. Đây. Có nghĩa là bây giờ em sẽ tính cái moment quán tính chính trung tâm đối với trục xì 1 ngang của hình số 1, đúng không các em? Như vậy thì hình chữ số 1 này là hình chữ nhật, mà trục xì 1 ngang này là trục đi qua trung tâm của nó. Vậy thì y xì 1 ngang của hình số 1 thì đương nhiên sẽ bằng là bh mũ 3 chia cho 12 của nó, đúng không các em? Đúng không các em? Đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó thì thầy sẽ chuyển từ cái trục xì 1 ngang này về cái trục xì ngang này, nhưng mà đối với hình số 1 thôi, hiểu vấn đề không? Vậy thì bây giờ một bạn nào có thể nói cho thầy xem là nếu như thầy chuyển từ cái trục xì 1 ngang về trục xì ngang nhưng mà đối với hình số 1 thì thầy sẽ cộng vào hay là thầy sẽ trừ đi? Ai nói đúng thì cho 7 cộng. Dạ. Giơ tay thầy, giơ tay cho thầy. Bây giờ thầy giơ tay được rồi. Thầy mời Lê Hồng Phát rồi em. Thầy là cộng thêm thầy. Đúng rồi, vì sao thầy phải cộng thêm hả em? Dạ tại vì cái x 1 ngang là cái phần nhỏ nhất này. Nhỏ nhất rồi, vậy thì mình đi ra một cái mà không phải nhỏ nhất thì đương nhiên phải là đi tới cái lớn hơn. Mà đi tới cái lớn hơn thì đương nhiên ta phải cộng vào, đúng rồi em, đúng không? Dạ đúng rồi đúng thầy. Rồi. Vâng, các em ơi, tương tự như vậy thì bây giờ các em sẽ tính cho thầy cái moment quán tính đối với cái trục x 2 ngang này nhưng của hình số 2. Vậy thì em cũng là chia cho 12, đúng rồi các em, đúng không? Đúng không? Rồi sau đó thì các em sẽ chuyển từ trục x 2 ngang này về trục x thường. À xin lỗi, từ về trục x ngang. Và được bao nhiêu thì em có được hai cái thằng này, các em cộng lại cho nhau thì em sẽ tìm ra được cái y x ngang của cả tổng. Vâng, và đối với hình chữ u thì các em thấy cũng tương tự như vậy các em, ý tưởng tương tự như vậy. Đầu tiên ta tính đối với trục x 1 ngang của cái hình số 1 thì nó sẽ là chia cho 12. Và sau đó thì ta chuyển từ trục x 1 ngang về trục x ngang chung của cả hình, ta cũng phải cộng vào. Tương tự như vậy, đối với hình số 2 ta cũng tính đối với trục x 2 ngang. Sau đó ta cũng chuyển về trục x ngang này, được hai cái này rồi bao nhiêu ta cộng lại với nhau thì ta sẽ được của cả hình. Bây giờ thì mời các bạn viết cho thầy xem là bằng bao nhiêu và đọc cho thầy cái đáp số. Rồi các bạn, như vậy thì ở đây á, nếu như bạn nào mà vẫn không hiểu á thì đây các bạn nhìn vào đây, rõ ràng là cái biểu thức y x 1 ngang đối với hình số 1 của chúng ta là cái biểu thức như thế này, đúng không? Rộng ta là b chia 8, cao của chúng ta là 3b chia 2 để cho tất cả mũ 3 chia cho 12. Bây giờ để chuyển từ cái thằng này về cái trục x ngang chung thì thầy cộng vào, đây cộng vào đây. Bình phương của khoảng cách, vâng thì khoảng cách của thầy chính là cái đống này, thầy bình phương lên và nhân cho diện tích của cái hình số 1. Diện tích hình số 1 thì bằng b chia 8 nhân cho 3b chia 2. Đó, đó là xong cái thằng này. Xong cái thằng này. Bây giờ đến được thằng này, để làm được thằng này thì tính cái thầy là y x 2 ngang của thằng số 2. Y x 2 ngang của thằng số 2 thì b chiều rộng tức là b, chiều cao tức là b chia 4 tức là mũ 3 chia cho 12. Rồi bây giờ ta phải chuyển về cái trục này, ta phải cộng vào, ta cộng vào đây. Bình phương của khoảng cách từ đây thì b chia 2 trừ b chia 8 tức là bình phương đây. Rồi nhân cho diện tích của thằng này là b nhân cho b chia 4, tất cả có vậy thôi. Rồi các em bấm ra thì các em sẽ có được là này thôi. Để bấm được thì các em dại lắm. Tất cả những cái b này vứt hết đi, hiểu không? Cho b bằng 1. Đây là 1/8 nhân cho 3/2 tất cả mũ 3/12, bấm ra. Rồi tất cả cái này bấm con số đi. Chắc chắn là cái b của chúng ta là vào đây rồi, hiểu không nào? Rồi bây giờ chữ u thì cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ là cái hình số 1 của chúng ta là ix 1 ngang của chúng ta. Đây chiều rộng của chúng ta là 2 lần b mũ 4, 2 lần b chia 4 đây. Chiều cao của chúng ta là b đây, mũ 3 tất cả chia 12. Để chuyển nó từ trục x 1 ngang về trục x ngang của chúng ta, ta cộng vào nhân cho là vậy là bình phương khoảng cách là b chia 2 trừ 7b phần 24 tất cả mũ 2. Rồi nhân cho diện tích của chúng ta là bề rộng là 2 lần b chia 4. Rồi nhân cho chiều cao của chúng ta là b. Đó. Như vậy là xong cái thằng đầu tiên này, bây giờ cái thằng thứ hai này thì rõ ràng là cái thằng này y x 2 ngang đối với thằng số 2 chúng ta là chiều ngang là b, chiều cao là b chia 4 mũ 3 tất cả chia cho 12 đây. Rồi bây giờ ta chuyển từ trục x 2 ngang về trục x ngang, ta phải cộng vào bình phương của khoảng cách là b chia 8 cộng 7b chấm 24 tất cả bình phương đây. Rồi nhân cho là diện tích là b nhân b chia 4. Rồi thì tất cả các bạn bấm ra thì thấy nó giống nhau không? Đúng không các bạn? Các bạn đồng ý không? Dạ đồng ý này. Rồi bây giờ đến đây các bạn hiểu chưa? Alo. Rồi thầy ơi. Rồi nếu như các bạn hiểu dạ, rồi. Dạ hiểu rồi thầy. Hiểu rồi ơi. Rồi nếu các bạn hiểu rồi á thì bây giờ các bạn chú ý về nhà các bạn làm tiếp những cái bài tập tiếp theo, các bạn nghe rõ chưa? Các bạn nghe rõ chưa nào? Hả? Nghe. Và thầy xin nhắc các bạn là để làm cái bài tuần tiếp theo là tuần thứ 9, là tuần tiếp theo á, tuần tiếp theo này thì chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp số 3. À, phương pháp số 3, các bạn nghe rõ chưa nào? Phương pháp số 3 là phương pháp rất quan trọng để chúng ta làm vào cái tuần tiếp theo, đó là có cái thành phần thép cán.
Đó thì thầy xin nhắc nhở các bạn như vậy. Rồi ngày hôm nay các bạn có câu hỏi gì đến với thầy nữa không? Hả? Câu hỏi gì với thầy nữa không? Không thầy ơi. Rồi nếu như không có câu hỏi gì nữa thì hôm nay ta dừng ở đây nhé các bạn. Được chưa? Dạ.